Sơn Lê xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình livestream của Sơn Lê TV trên diễn đàn YouTube. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có sự quay trở lại của tác giả Nguyễn Tường Tuấn. Xin chào anh ạ, rất cảm ơn anh đã quay lại với chương trình trong ngày hôm nay. Xin chào Sơn Lê, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ vâng, kính thưa quý vị, trong hai chương trình vừa rồi đó thì Sơn Lê có cái cơ duyên là phỏng vấn anh Nguyễn Tường Tuấn là cựu đại đội trưởng của đại đội 7 trinh sát thuộc sư đoàn 7, trung đoàn 7, sư đoàn 5, quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Và trong chương trình ngày 14 tháng 5 vừa rồi, về đề tài mà 3 lần vào tù Cộng sản nhưng mà vẫn cương quyết tìm con đường tự do, thì chúng tôi đã nhận được khoảng chừng 258.695 lượt người xem với tổng cộng là 842 lượt bình luận. Đó là trên nền tảng YouTube. Còn trên nền tảng Facebook thì đã nhận được hơn 342.000 lượt xem. Và hơn 4.700 lời bình luận. Khen cũng có, mà chê cũng có, thưa anh. Và tính đến thời điểm ngày hôm nay, là ngày 1 tháng 6 năm 2022, thì đó là những cái lượt xem cũng như là bình luận trên nền tảng YouTube và Facebook. Và trong cái tinh thần mà tôn trọng khán thính giả thì Sơn Lê đã lựa ra một vài số comment, những cái lời bình luận. Và hôm nay chúng tôi mời anh Nguyễn Tường Tuấn quay trở lại và trực tiếp trả lời những cái lời phê bình. Sơn Lê sẽ lần lượt đọc từng câu hỏi đáng chú ý mà thôi. Cái câu đầu tiên là, thưa anh, có nhiều người, Sơn thấy rất là nhiều người để lại cái lời bình luận như thế này. Tại sao anh Tuấn lại trốn tù 3 lần mà lại được quay về Việt Nam, lại được dạy học cho Nike, Adidas, Puma, Skechers, New Balance trong 13 năm như vậy? Lý do nào khiến anh quay trở về? Xin thưa cùng quý vị khán thính giả đó. Thì thứ nhất đó, tôi quan niệm rằng là cuộc chiến của chúng ta chưa có chấm dứt. Và chúng ta buông súng nhưng mà chúng ta không buông viết. Và chúng ta không chấm dứt là những cái công việc mà chúng ta giúp đỡ cho đồng bào của chúng ta ở Việt Nam. Một trong cái lý do mà khiến tôi quay trở về đó thì rất là đơn giản, không có gì mấy. Tôi xin thưa, tức là khoảng năm 1980 mấy đó, thì chắc quý vị còn nhớ đó, lúc đó đó là báo chí Hoa Kỳ rất là sôi động về cái chuyện là một số công ty của Nike ở Việt Nam đã có những cái đối xử bất công, xúc phạm tình dục, rồi hành hạ người công nhân Việt Nam. Và đưa đến kết quả đó là các công ty đó biểu tình, đình công ở Việt Nam. Thế thì tôi hoàn toàn không biết gì về cái chuyện Việt Nam hết. Thế nhưng mà cũng rất là may mắn đó là tôi ở tại thành phố Beaverton. Và cái nhà tôi là cách chỗ công ty Nike là độ khoảng 5 phút lái xe thôi. Thì mỗi ngày tôi đi làm, đi ngang qua, tôi thấy có độ khoảng 20-30 người. Hôm nào đông lắm chắc là cũng khoảng gần 100 người biểu tình trước công ty Nike. Và họ cầm những cái khẩu hiệu là boycott Nike. Thế thì tôi mới bắt đầu tôi tò mò, rồi tôi mới dở tờ báo Oregonian ra tôi đọc. Thì từ đó trở đi tôi mới biết được là cái tình hình ở bên Việt Nam nó như vậy đó. Thế thì khi tôi biết được như vậy đó thì tôi mới cố gắng tôi bỏ thời gian nghiên cứu xem là câu chuyện gì mà nó xảy ra. Thì xin mở ngoặc đóng ngoặc với lại quý vị khán thính giả đó. Cái thời điểm đó, đó là Nike chỉ có 5 công ty duy nhất làm việc tại Việt Nam thôi. Và đó là những công ty mà chúng ta dùng cái chữ họ gọi là subcontractor. Tức là những cái công ty mà có hợp đồng để sản xuất giày cho Nike. Và cũng xin thưa rất rõ là Nike, Adidas, Skechers, Puma, New Balance không một công ty nào mà có hãng xưởng tại Việt Nam hết.
Tôi xin nhắc lại, không một công ty nào có hãng xưởng tại Việt Nam hết, hay là tại bất cứ một quốc gia nào. Nhưng mà họ có cái văn phòng đại diện Nike, văn phòng đại diện Adidas, là cái văn phòng đó trực tiếp làm việc với cái bộ chỉ huy của Adidas hoặc Nike ở bên Mỹ hay là bên Đức. Thế còn những cái công ty mà đi làm ở Việt Nam hay đi làm ở Indonesia hay làm giày ở Trung Cộng đó, thì những công ty đó đó là do người Đại Hàn, do người Đài Loan và do cả người Trung Quốc làm chủ, và họ ký hợp đồng để sản xuất giày cho Nike, và chúng ta gọi họ là subcontractor. Thành ra xin quý vị đừng có hiểu lầm là Nike có công ty ở Việt Nam không. Cho đến giờ này tôi vẫn quả quyết là không làm gì có hết. Thế nhưng mà họ trực tiếp họ thuê những cái công ty kia hợp đồng để sản xuất giày cho họ thì có. Bây giờ quay trở lại, cái thời điểm đó đó Nike chỉ có 5 công ty duy nhất ở Việt Nam thôi. Đó là công ty Chiến Sinh của người Hàn, công ty Taekwondo là của người Hàn, công ty Dona Victor là của người Đài Loan, công ty Pao Chen là của người Đài Loan, và cuối cùng là công ty Samyang là của người Hàn. Như vậy tức là có 3 công ty Hàn Quốc và 2 công ty Đài Loan. Tất cả đều do người Hàn Quốc hoặc là người Đài Loan làm chủ hết. Nhưng mà Nike họ sẽ trực tiếp họ điều khiển đằng sau, họ ký hợp đồng, họ kiểm soát công ty, tất cả các thứ. Bây giờ xong cái phần đó, thế thì khi mà tôi bỏ ra thời gian tôi nghiên cứu, tôi xin vào gặp văn phòng Nike để tôi tìm hiểu. Và sau khi tìm hiểu xong đó thì tôi có một cái ý đề nghị là như thế này. Tôi nghĩ là vấn đề này chắc là dễ giải quyết chứ không phải là khó giải quyết đâu. Là vì nó đến từ cái gọi là cái sự văn hóa bất đồng. Và tôi có đề nghị với lại văn phòng Nike tại Beaverton. Tôi nói rằng là tôi sẵn sàng giúp đỡ họ để giải quyết cái vấn đề đó. Thế thì khi tôi đề nghị với họ như vậy đó, thì thú thật với quý vị mắc cỡ lắm. Bà tổng giám đốc phụ trách về labor, bà nhìn tôi bà cười. Và bà cười có cái vẻ như là coi thường. Thế bà cầm cái viết chì, bà gõ xuống cái mặt bàn. Bà hỏi, thế bây giờ anh làm được cái gì cho tôi, cho Nike đâu, anh nói cho tôi nghe đi. Tôi cho anh 5 phút. Thì tôi thấy có bộ là ghê gớm rồi, chỉ cho có 5 phút thôi xong mà mình nói được. Thì tôi mới nhanh chóng tôi đề nghị, tôi biết rằng là bây giờ tôi có nói cái gì chăng nữa thì bà cũng không tin. Thôi thì bây giờ hãy để cho tôi cái cơ hội để tôi chứng minh bằng việc làm, bằng hành động. Và tôi tình nguyện là đi qua bên Việt Nam một tuần lễ, dạy học ở bên đó. Và do bà chỉ định, bà đến công ty nào thì tôi sẽ đến công ty đó. Tôi sẽ không lấy tiền của Nike, cũng không đòi hỏi công ty phải trả tiền vé máy bay, tất cả mọi thứ là tôi chi phí hết. Và sau khi đi rồi đó, thì về đến nơi đó, thì Nike cứ xem cái kết quả mà những học viên họ tham dự cái lớp học đó, họ đánh giá khoa học. Và nếu như mà họ đánh giá là dưới 94%, không cần phải thuê tôi. Còn nếu họ đánh giá mà 95% tốt, thì cho tôi cái cơ hội. Đấy, cái câu chuyện là như vậy. Là vì tôi nghĩ rằng là cái chuyện này nó dễ giải quyết quá đi, mà tại sao mình không giải quyết được. Mà trong khi đó, lúc đó đó là Việt Nam nghèo vô cùng trời đất. Tôi có thể nói là trên cái con đường mà từ Sài Gòn mà lên đến Chiến Sinh ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đó, chúng tôi phải băng rừng. Chứ không phải như bây giờ. Bây giờ là đường vô thẳng hết, đường chạy ấy. Ngày xưa đó là phải băng rừng. Và những người công nhân nó tội nghiệp lắm. Họ đi làm, họ kiếm được một cái đang từ là những người làm ruộng, mà bây giờ lại vào trong công ty ngồi làm việc như vậy, thì phải nói thẳng đối với họ là một cái điều rất là may mắn. Và tôi nghĩ là mình có bổn phận phải giúp họ. Và cảm ơn là Thượng Đế đã ban ơn lành cho tôi, chứ mình cũng chẳng có giỏi giang gì hết. Anh thật là quá khiêm tốn. Một người mà để cho công ty Nike, một công ty lớn ở hàng đầu thế giới như vậy, mướn anh để mà đào tạo cho những người công nhân cũng như là những người subcontractor của họ, thì đó là một điều không đơn giản đâu. Họ cũng phải chọn lọc rất là kỹ càng.
Nhưng mà qua cái lời nói của anh thì bây giờ Sean mới hiểu là thì ra là Nike là không có hãng xưởng bên Việt Nam, họ chỉ mướn những công ty nước ngoài như là những công ty ở Hàn Quốc hay là Đài Loan đến để mà làm việc cho họ mà thôi. Thì đây cũng là một cái chi tiết rất là thú vị. Có một bạn tên là Đà Lạt Yêu Dấu để lại một cái lời bình luận là: tôi xin lỗi, tôi xin tôn trọng những suy nghĩ và tâm tình của bác Tuấn. Tuy nhiên, riêng việc bác đã có cảm giác dửng dưng khi lần đầu tiên trở về Việt Nam cùng với cách lý luận của bác đã làm tôi có cảm giác như là bác Tuấn là một người con không cảm xúc, một con người không cảm xúc, không hề có tình từ quê hương, không còn gắn bó gì với bao kỷ niệm vui buồn của cả thời một thời sinh ra và lớn lên, đặc biệt là những đồng đội đã hy sinh. Điều này đúng là thật. Thì bác Tuấn quả là một con người quá vô cảm, thiếu mất trái tim của con người bình thường. Và không biết bác Tuấn đã chỉ dạy như thế nào với con cháu về quê hương cội nguồn của mình. Thật là đáng buồn và đáng tiếc. Anh nghĩ như thế nào về lời bình luận này? Wow! Trước tiên đó thì tôi phải nói rằng là cảm ơn bạn Đà Lạt Yêu Dấu. Là vì cái tên bạn chọn là tôi đọc thấy là tôi đã thích rồi đấy. Là vì bản thân tôi đã có từng một thời tôi học ở Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Thành ra đối với tôi những con đường Đà Lạt là rất là yêu dấu, rất là nhớ. Cảm ơn bạn đã chọn cái tên tuyệt vời như vậy. Thế còn khi mà bạn nói rằng là tôi có cái cảm giác dửng dưng khi lần đầu trở về Việt Nam đó, thì xin thưa với bạn là như thế này. Không ai mà trở về quê hương mà lại không xúc động hết. Thế nhưng mà nó có rất là nhiều những cái yếu tố chính trị mà nó ảnh hưởng đến cái con người của chúng ta. Nếu mà tôi đáp xuống phi trường, lần đầu tiên tôi đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, nếu mà tôi không thấy những cái lá cờ đỏ, sao vàng, không thấy tất cả các thứ đó, thì chắc là tôi cũng đã khóc rồi. Một thời kỷ niệm, một thời yêu thương. Thế nhưng mà xin lỗi bạn, cái lá cờ đỏ sao vàng nó không phải là lá cờ của Tổ quốc tôi, mà cũng không phải là cái lá cờ mà tôi có thể gọi là đại diện cho Tổ quốc Việt Nam. Xin các bạn vui lòng đừng có đồng hóa hai cái chuyện đó với nhau. Người trong nước, một số người trong nước đó, thì họ hay dùng cái chữ là tôi, người Việt Nam chúng tôi ở ngoài chúng tôi gọi là đồng hóa. Thế thì tôi quên biết cái tiếng trong nước hay gọi là gì rồi. Nhưng mà đừng có nói rằng là đất nước này là của người Cộng sản, chê cái lá cờ Cộng sản, tức là không yêu đất nước này. Thưa các bạn, cái đó là sai. Tôi xin phép với tất cả lòng kính trọng tôi nói với bạn, tôi vẫn có thể yêu quê hương đất nước của tôi, nhưng mà tôi không yêu cái lá cờ của bạn. Cái đó là bình thường. Cái đó là con người tự do, cái đó là cái tư tưởng của chúng ta. Tuy nhiên tôi kính trọng bạn khi bạn nghĩ rằng là tôi không có cảm xúc. Và bây giờ tôi xin phép trả lời với bạn, cái mà làm cho tôi không có cảm xúc đó là cái lá cờ của các bạn đấy. Một cái lá cờ mà đã làm cho bao nhiêu người chết trên biển cả. Một cái lá cờ mà làm chính không biết bao nhiêu người chiến binh miền Bắc sinh Bắc tử Nam. Cho đến giờ này không có cái con số chính xác là bộ đội miền Bắc là chết bao nhiêu. Nhưng tôi nghĩ rằng là các anh nằm xuống cũng đông lắm, cũng nhiều lắm. Người nằm xuống thì mình kính trọng, mình không có xúc phạm. Người Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi không có cái vấn đề gọi là đào mả hay là ngăn cấm hay là biến cái nghĩa trang của những người khác chính kiến với mình trở thành một cái nơi trốn hoang vu này nọ. Chúng tôi không có cái đó. Người miền Nam Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi đó không gọi lãnh tụ của khối Cộng sản là thằng này thằng nọ. Và chúng tôi được biết rằng là quý vị gọi là Tổng thống Ngô Đình Diệm của chúng tôi, gọi Tổng thống Thiệu của chúng tôi là thằng Thiệu, thằng Diệm. Chúng tôi không như vậy. Chúng ta đến từ hai cái văn hóa khác nhau. Người miền Nam Việt Nam của chúng tôi xin thưa với các bạn đó, là ngay dưới cái thời cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, ở một cái tỉnh nào đó tôi không nhớ, nhưng mà trong Nam là nơi đó là có nấm mộ chôn thân sinh của ông Hồ Chí Minh. Và các bạn biết cụ Diệm làm sao không?
Thưa các bạn, cụ Diệm là cho mọi người là chăm sóc nấm mộ đó rất là tử tế. Không làm gì có chuyện mà đầy ải, không làm gì có chuyện hết. Và ngày hôm nay đó, chính quyền Cộng sản nó đã biến chỗ đó là thành một cái gọi là thờ cúng một cái gì đó tôi chẳng biết nữa. Nhưng mà nếu mà chính quyền miền Nam Việt Nam mà không văn minh như vậy đó, giờ này quý vị không còn mộ của ông Nguyễn Sinh Sắc đâu quý vị ạ. À. Thế nhưng mà chúng tôi cũng đã từng đến thăm mộ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm 2-3 lần, đau thương vô cùng. Quý vị đặt nằm ở trong một cái góc của một cái nghĩa trang ở Lái Thiều. Đã. Một cái góc mà rất là nghĩa là, và thậm chí là không cho đề tên đấy. Không cho đề tên là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, mà chỉ được đề tên là huynh, tức là ông Ngô Đình Diệm, cụ Ngô Đình Diệm, đệ là ông Ngô Đình Du. Đấy, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Và đích thân tôi đã đến cái nghĩa trang đó, cảm thông cho người ra đi, đúng. Kính trọng người ra đi, đúng. Nhưng mà trên cái nghĩa trang đó đó, thì tôi cảm thấy rằng là cái chính quyền hiện nay của quý vị đó không thể nào đại diện cho những người như chúng tôi được. Và đấy là cái lý do mà tôi về đến Việt Nam tôi không cảm thấy xúc động. Chứ còn tất cả những người Việt Nam, gia đình tôi còn đó chứ không phải là không. Anh chị em, cháu chắt tôi còn đó chứ không phải không. Tôi yêu thương họ vô cùng. Và tôi dạy những người học sinh của các công ty làm giày, tôi yêu các em vô cùng. Tôi yêu họ tận cùng, phải nói thẳng một câu như vậy. Nhưng mà xin đừng có đồng hóa là người Việt Nam với cái chế độ Cộng sản. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Rất là cảm ơn anh. Ở đây có hai điều mà Son nhận thấy. Cái điều thứ nhất là cái văn hóa của những người Cộng sản. Họ là một cái văn hóa, phải nói, theo quan điểm của Son thì những người mà lãnh đạo mà từ trong rừng bước ra đó, thì đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Họ xưng hô với nhau bằng thằng này, thằng kia, mẹ nó sợ cái gì. Một cái sự ví dụ rất là điển hình là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính gần đây qua tới Mỹ, là một người thủ tướng của một đất nước, một lãnh đạo, một người chỉ huy của một đất nước, đi ngoại giao với nước ngoài. Mà khi mà họp với nhau thì hết thằng này thằng kia rồi, văn tục như vậy. Thì rõ ràng đây là một cái văn hóa không thể nào chấp nhận được từ những người mà thiếu giáo dục, nói thẳng ra là như vậy. Chắc có lẽ là họ chinh chiến rất là lâu ở trong cái dãy Trường Sơn đó, ở trong rừng đó. Họ họ thiếu một cái nền giáo dục không có giống như là những người tướng sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Là được giáo dục hẳn hoi như vậy. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là mặc dù là cái văn hóa của họ không có chú trọng về giáo dục lắm, nhưng mà phải nói là họ rất là thành công. Họ thành công ở chỗ nào? Họ thành công ở chỗ là họ đã tẩy não được những người trẻ ở trong nước, để mà cho những người trẻ biết là cái khái niệm, lẫn lộn cái khái niệm giữa Tổ quốc và Đảng Cộng sản nó là giống nhau. Họ rất là thành công về cái điều đó. Cho nên là ai mà có những cái lời chỉ trích hoặc là không đồng ý với cái lá cờ máu hoặc là Đảng Cộng sản thì họ cho là những người mà không có yêu thương Tổ quốc, không yêu thương dân tộc. Họ đánh đồng hai cái khái niệm đó với nhau. Thì dưới cái nền giáo dục của bên Việt Nam thì Son cho đó là một cái sự rất là thành công đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Vâng, bây giờ chúng ta nói đến một lời bình luận khác của bạn trực tiếp truyền hình Vĩnh Long, không biết là tên gì mà ghi như vậy. Giờ có quay về Việt Nam thì cảm thấy xấu hổ nên không dám về cội nguồn của mình để chiêm ngưỡng sự sung túc của dân Việt Nam. Còn Mai Ly thì nói là anh Tuấn làm sao dám về Việt Nam mà an toàn bản thân được, anh xuống phi trường thì đã bị đưa đi rồi. Mời anh. Wow. Trước tiên đó thì phải nói rằng là cảm ơn hai bạn cho phép tôi được trả lời ngắn gọn với cái bạn gọi là phát trực tiếp truyền hình Vĩnh Long. Bạn biết rằng là giờ có quay về Việt Nam cảm thấy xấu hổ nên không dám về cội nguồn của mình để chiêm ngưỡng sự sung túc của dân Việt Nam. Với tất cả lòng kính trọng, xin phép được bất đồng ý kiến với bạn. Thứ nhất là tôi đã trở về. Thành ra cái chữ bạn dùng chữ là không dám trở về là không đúng. Thứ hai là tôi đã làm việc ở Việt Nam 13 năm, dạy học cho các hãng giày,
Nike, Adidas, Reebok, Puma, Skechers, New Balance, .. 13 năm. Thật ra tôi chẳng có cái gì mà xấu hổ hết. Mà không những vậy mà tôi còn hãnh diện nữa là khác. Tôi hãnh diện là vì tôi có được tiếp xúc với lại rất là nhiều học trò của tôi. Quý vị cứ thử tưởng tượng coi, 13 năm dạy học, mỗi một ngày, buổi sáng dạy một lớp, buổi chiều dạy một lớp. Mỗi một lớp, hôm nào mà đông là 100 người. À, hôm nào mà hãng mà có nhiều việc làm thì con số nó sẽ ít hơn. Nhưng mà tối đa là họ được gửi lên 100 người. Và quý vị cứ nhân đi. 5 ngày một tuần lễ thì quý vị sẽ ra cái con số là tôi dạy học bao nhiêu. Đó. Và chưa có một người học trò nào mà tỏ vẻ bất kính với tôi hết. Và cũng đồng thời thưa với quý vị, người Cộng sản họ đa nghi lắm. Họ không có dễ dàng để chấp nhận đâu. Thế nhưng mà khi tôi về đến nơi đó, với tư cách là chuyên gia ở nước ngoài về, lần đầu tiên mà khi tôi về Việt Nam, tôi chỉ có một cái yêu cầu riêng với lại công ty Nike là vui lòng thông báo cho Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam biết là tôi đã có mặt. Đã. Và chính đích thân tôi khi mà tôi đến Việt Nam, tôi cũng đến Tòa Đại sứ, tôi trình diện. Và tôi nói với họ là tôi sẽ làm việc ở đây. Thành ra nếu mà có bất cứ một cái điều gì xảy ra thì quý vị nhớ dùng trò. Còn cái chuyện mà họ không đụng gì đến mình thì thú thật là tôi không biết. Cái chuyện đó thì quý vị nên hỏi tại sao mấy ông cán bộ không đụng. Nhưng mà cái mà tôi được biết đó là như thế này. Trong mỗi một công ty, lớp học nào cũng có công an hết. Lớp học nào cũng có. Công ty nào cũng có công an hết. Không những là họ không có mặc đồng phục đâu. Họ là công nhân. Nhưng mà họ ăn hai lương. Lương của công ty và lương của công an. Đầy. Và lớp học nào của tôi cũng có công an ngồi hết. Thế thì tôi nhận sai, tôi biết ngay. Là vì khi mà những người học viên họ ngồi đó, đó, những người mà không phải công an đó, họ nghe mình giảng bài đó, thì họ rất là thích thú, họ cười. Nhưng mà cái anh mà công an đó thì anh bị nghĩa là dị ứng lắm, anh khó chịu lắm. Mặt mày anh là thể hiện ngay tại chỗ, khuôn mặt của anh như là bơm Botox, sưng lên. Lừa mình, nguyên mình, ngồi chứng tỏ là không thèm nghe, quay qua nói chuyện với bạn bè. Tôi biết, tôi biết. Nhưng mà không sao hết. Vâng. Và một điều nữa đó là mà tôi có thể khoe với quý vị đó là như thế này. Tôi rất là hãnh diện về những bài giảng của mình. Không bao giờ mà tôi nói tôi chống cộng hết. Không, nói thế là nó bỏ tù ngay, nó cột cổ ngay tại chỗ. Nhưng mà tôi dùng những cái đề tài ở ngoài để mà rồi tôi nói móc, nói xéo, nói xỏ, nói xiên thì không lúc nào mà không nói hết. Thưa quý vị là như vậy. Chẳng hạn như rằng là tôi đưa một thí dụ nhé, Son cho phép mình. Dạ vâng, anh cứ tự nhiên. Thí dụ như rằng là có người học trò họ bảo rằng là anh ơi, trong xưởng của em cái luật này không thay đổi được đâu. Ông quản đốc xưởng bên Việt Nam người ta gọi quản đốc, tức là cái người mà giám đốc cái xưởng đó, người Việt Nam. Và cái xưởng đó tùy theo xưởng lớn nhỏ. Nếu mà cái xưởng nhỏ đó thì vài trăm công nhân, mà cái xưởng lớn đó thì 2-3 ngàn công nhân. Thế thì người công nhân người ta nói rằng không được đâu anh Tuấn ơi. Ở trong xưởng em là cái luật nó như vậy rồi, là không cách nào mà thay đổi được hết. Đấy là cái một cái câu nói mà hoàn toàn không dính líu gì đến chính trị hết. Và tôi cũng rất là vui vẻ được trả lời cảm ơn bạn đó. Và tôi nói rằng là em ơi, chẳng có cái gì muôn năm ở trần gian này hết. Thì các bạn nhớ nha, Cộng sản luôn luôn nói là Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm. Thế thì tôi nói không, trần gian này không có cái gì mà muôn năm hết á. Tất cả đều thay đổi được hết. Nếu mà mỗi người chúng ta tin rằng là sự việc đều có thể thay đổi được thì chúng ta thay đổi. Nếu mà em ở trong xưởng mà em thấy rằng cái luật lệ đó mà trở thành bất công, em có bổn phận cất lên tiếng nói. Bởi vì cho đến lúc mà em im lặng, tức là em chấp nhận cái luật lệ đó. Và cái luật lệ đó nó sẽ cứ thế mà nó tiếp tục. Em cất lên tiếng nói. Em kêu bạn bè em cất lên tiếng nói. Đừng có sợ.
Thế thì những cái đó, những cái kiểu mà giảng bài như vậy đó, là đấy là cái kiểu mà tôi giảng bài đấy. À, không đụng đến chính trị nhưng mà lại hóa ra là đụng đến ông cộng sản cũng hơi nhiều đấy, khiến cho các ông bực mình. Đấy, thành ra rằng là cái chuyện mà họ không bắt tôi thì tôi không hiểu tại sao. À, tôi không biết. Thế nhưng mà cái thực tế là tôi đã có mặt ở bên đó. Cái thực tế là tôi đã hãnh diện, tôi làm việc ở trong các công ty và được chăm sóc đầy đủ ở trong cư xá chuyên gia, đi đâu là có xe của công ty. Thành ra rằng là nếu mà bạn bảo rằng là tôi xấu hổ thì xin bạn suy nghĩ lại. Bây giờ qua một cái câu kế tiếp đó, bạn nói rằng là để chiêm ngưỡng sự sung túc của dân Việt Nam. Lạy Chúa ơi, lạy Phật. Bạn nói với người mà không ở ở Việt Nam thì không biết, chứ còn với tôi ở 13 năm thì tôi đã chiêm ngưỡng đủ lắm rồi, đủ lắm rồi. Và tôi phải nói rằng là tôi cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng. Là vì Đảng Cộng sản Việt Nam có những cái chữ mà có thể nói rằng sau này đó là chúng tôi phải học và phải dùng lại đấy, chứ không phải là không đâu. Và một trong những cái chữ mà chúng tôi cảm ơn để mà học lại từ Đảng Cộng sản Việt Nam đó là cái chữ mà quý vị gọi là phồn vinh giả tạo. Ngày xưa quý vị kết án miền Nam Việt Nam, đất nước Việt Nam Cộng hòa của chúng tôi là phồn vinh giả tạo. Dạ thưa quý vị, ngày hôm nay đất nước của quý vị đúng là phồn vinh giả tạo. Đi ở chỗ giữa trung tâm Sài Gòn đó thì thấy những cái shopping của Vincom, khách sạn 5 sao, thấy ghê gớm lắm. Thế nhưng mà các bạn có biết là bao nhiêu người Việt Nam đủ tiền để mà vào Vincom để mà mua? Hoàn toàn không có. Hoàn toàn không có. Đi chơi, đi coi hàng thì có. Đi vào trong cái thương xá có máy lạnh, dẫn con cái đi thì có. Nhưng mà mua hoàn toàn không có. Tôi theo dõi rất kỹ. Thế thì mình nhìn đó thì mình sẽ thấy rằng là cái này là gì? Cái này là một số những cái người mà thuộc cái giai cấp cầm quyền ở Việt Nam. Cái Vincom là của ông Phạm Nhật Vượng, được mang danh là người tỷ phú giàu nhất 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 nước Việt Nam. Thả ra xây một cái Vincom chẳng nghĩa lý gì với ông ta hết. Đó. Thế nhưng mà nó là phồn vinh giả tạo các bạn ạ. Chứ còn thật thì không có đâu. Thành ra nếu mà bạn nói rằng là để mà chúng tôi chiêm ngưỡng sự sung túc đó, bạn chỉ cần ra khỏi Sài Gòn 10 cây số thôi, các bạn sẽ thấy sự sung túc. Mà cũng không cần đâu. Đi qua quận 8, đi qua quận 4, đi qua quận 1, đi qua quận ngay tại quận 1 Sài Gòn. Homeless ngủ đầy đường. Thành ra là nó có hai mặt. Nếu mà bạn nói rằng chúng tôi không có cái cơ hội chiêm ngưỡng những cái tòa nhà cao tầng xây, đúng. Thế còn những cái thực chất là trong những cái tòa nhà đó là cái gì? Hoàn toàn là phồn vinh giả tạo. Bán hết, bán đủ hết đó các bạn ạ. À. Bán hột xoàn, bán những đôi giày 300-400 đô la, bán những bộ quần áo 700-800 đô la. Việt Nam ai đâu mà tiền đâu mà vào mà mua những cái đó. Nhưng mà có nhiều người Ngoại không quốc có người ta nhìn không có ra được mua. anh à. Có nhiều người người ta không Đấy. nhìn ra được cái thực tế là như vậy, nhưng mà họ họ tung hô, họ tung hô cái sự sung túc dựa trên những cái tòa nhà cao tầng đó. Nhưng mà họ không biết nhìn vào cái thực tế là khi mà vào bệnh viện bên Việt Nam, có biết bao nhiêu người phải bỏ đó, nằm đó để mà chờ chết khi mà không có tiền đóng viện phí. Bao nhiêu em bé đi học không có được cái điều kiện để mà đến đến một cái ngôi trường tốt, hoặc là được đi học miễn phí. Giáo dục và y tế thì rất là tệ, rất là tệ. Chưa nói những người mà sống ở những cái vùng xa xôi, ở vùng quê đó, thì họ rất là nghèo. Cho nên khi mà nói đến cái sự sung túc ở bên Việt Nam và nói đến cái chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa, mọi người đều phải bình đẳng. Thực sự mà khi mà mình nhìn kỹ là vào cái xã hội bên Việt Nam thì chưa thấy một cái xã hội nào mà cái sự chênh lệch giàu nghèo nó là chênh lệch quá xa như vậy. Người giàu thì tiếp tục giàu, tại vì họ biết cách chạy chọt, họ biết cách dùng những cái mưu mẹo để mà vươn lên, họ biết sống trong cái guồng máy đó.
Còn những người mà không biết tận dụng, hoặc là những người mà sống một cách chân thật, trung trực, thì họ bị loại ra, họ bị loại ra khỏi một cái vòng để mà tiến thân như vậy. Thì rõ ràng một cái xã hội như vậy có thực sự là bình đẳng hay là không? Anh nhận xét thế nào về điều này? Cảm ơn Solly. Solly nghĩ rất là đúng. Solly đã đi Việt Nam lần nào chưa mà em biết nhiều thế? Sean có đi một vài lần, nhưng mà cũng mười mấy năm trước rồi ạ. Ok. Thật sự rằng là Việt Nam bây giờ đó là nó có hai cái lớp. Một tầng lớp là giàu có thể là đến từ là thành phần cán bộ. Cái đó thì mình miễn bàn rồi. Đấy. Nếu mà bạn ra ngoài Bắc đó, tôi cũng ra ngoài Bắc rồi, tôi có đi dạy học ở gần Bắc, ở dạy học ở ngoài Bắc Ninh, thì tôi có vào Hà Nội. Bạn sẽ thấy là ở Hà Nội chẳng có một cái nghề gì hết. Thằng thật mà nói như vậy, chẳng có một cái gì hết. Thế nhưng mà người dân Hà Nội giàu lắm, giàu vô cùng. Và họ sống bằng cái nghề gì? Họ sống bằng cái nghề môi giới. Thế thì tiếng Việt nói tiếng môi giới thì mình không hiểu, nhưng mà nói theo những bạn nào ở Mỹ đó thì sẽ biết đó, cái nghề gọi là nghề lobby, vận động hành lang. Thế thì anh ra Hà Nội, anh muốn làm bất cứ cái chuyện gì đó, luôn luôn là có những người môi giới đó. Nhiều khi là bà con mình chứ chẳng có ai hết đó. Họ nói, ô anh ơi, anh muốn làm cái này để em giúp anh cho. Nhưng mà muốn như vậy đó thì để em lên em gặp ông chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, em nói chuyện. Hay là em gặp ông bộ trưởng, em gặp ông thứ trưởng, em gặp ông A, ông B, ông C. Đấy, họ sống ở cái nghề môi giới kiểu đó. Giàu lắm, giàu kinh khủng lắm. Không ai biết ông A, ông B, ông C đòi bao nhiêu hết. Nhưng mà bất cứ một người nào mà muốn làm ăn đó là phải đi qua một cái hệ thống mà có thể nói tham nhũng siêu Việt như vậy. Thì những cái thành phần đó mình không nói, thành phần đó nó giàu lắm. Buổi tối đến nó có thể nó đi vào quán bar, con cái nó, chứ tôi không dám nói với bố, con cái nó có thể nó gọi một chai whisky $300-400, uống nửa chai xong rồi vứt nó đi. Rất là bình thường. Và nếu mà Son Lê đã về Việt Nam vài lần, hay là các bạn đã từng về Việt Nam nhiều lần nữa, thì các bạn sẽ biết Việt Nam người ta có cái câu như thế này: Việt Cộng giàu hơn Việt Kiều. Đúng hơn ai hết. Đừng có chê. Việt Kiều chẳng là cái nghĩa lý gì hết. Việt Kiều những cái năm đầu tiên đấy thì ôi giời còn ghê gớm. Chứ còn sau này á, Việt Kiều là vất đi. Việt Kiều đâu bằng Việt Cộng. Cái tiền của nó mang ra, nó bó chúng ta, nó đốt chúng ta cũng được cơ mà. Đấy. Thì nó cứ tạo ra cái tầng lớp đó. Cái tầng lớp thứ hai mà mình thấy được đó là những người không phải là cán bộ, không phải là cộng sản, có khi là ngay cả thân nhân trong gia đình Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, nhưng mà may mắn là không bị dính vào tù tội, không có cái quá khứ ba đời làm ngụy, đại loại là như vậy, thì xin được một vài cái chức vụ và họ làm việc, và cái thành phần đó cũng giàu, khi mà không anh, bằng cán bộ thôi. Nhưng khi mà anh dùng cái cụm từ Việt Cộng giàu hơn Việt Kiều thì Sean đồng ý, nhưng mà Sean chợt nhớ lại cái câu chuyện hồi xưa Sean có về Việt Nam một lần đó. Thì ngồi trong cái bàn ăn á, thì Sean có nghe những cái bạn trẻ bên Việt Nam nói như vậy. Nhưng mà cái kiểu mấy bạn nói rất là tự hào. Rất là tự hào, có nghĩa là ô Việt Kiều bây giờ không là cái gì cả đối với Việt Cộng. Thì mình nghe thì mình cũng cười thầm trong bụng, mình để đó, mình cũng không thèm tranh cãi để làm gì. Nhưng mà sao không biết là các bạn có hiểu là cái tiền mà họ giàu đó là nhờ đâu không? Nhờ ăn cướp của những người dân chứ đâu. Nhờ cái sự hối lộ, tham nhũng, ăn cướp tài sản của quốc gia và chính cái tiền thuế của các bạn đó. Cho nên chẳng có gì phải tự hào khi mà Việt Cộng giàu hơn Việt Kiều. Chừng nào Việt Cộng dùng chính mồ hôi, nước mắt của mình, nhờ cái sức lao động chân chính của mình mà kiếm được làm giàu thì không ai nói. Nhưng ở đây họ ăn cướp trắng trợn, biết bao nhiêu người dân phải đi kêu oan như vậy. Đó, thì khi mà tiền thuế của các bạn bị ăn cắp một cách trắng trợn như vậy thì chẳng có gì là tự hào, nhưng mà cái chuyện đó là rất là đúng. Việt Cộng thì giàu hơn Việt Kiều, cái đó là không có phủ nhận được. Dạ. Bây giờ mình tiếp cái câu kế tiếp đi, tại vì cái
nguyên một cái list này nó cũng hơi dài, cho nên là mình phải move. Dạ, có một bạn tên là Thơ Văn nói là ông có nợ máu phải trả bằng máu. Máu gì đây sao anh không hiểu. Rồi một bạn Việt Hải nói là thắng làm vua, thua là ngụy, có gì phải bàn cãi. Mời anh trả lời. Wow, cái chuyện mà nợ máu với nhân dân đó, thì cái chuyện đó là một phía thôi, là phía của những người cộng sản người ta tuyên truyền thôi. Đã. Thế còn phía chúng tôi thì chúng tôi lại không nghĩ là như vậy. Là vì phía chúng tôi biết rất rõ. Tết Mậu Thân đó, lúc đó tôi chưa đi lính, thì tôi đã biết rõ ràng đó là ở Huế đó là 5.000 người đã bị cán binh cộng sản của quý vị chôn tập thể. Chúng tôi biết. Trên đường phố Sài Gòn, bộ đội vào tấn công Tết Mậu Thân, xác người nằm đốt nhà cháy khu xóm mới Gò Vấp. Chúng tôi biết. Rồi những cái mặt trận An Lộc nơi tôi từng tham dự, những mặt trận lớn tôi tham dự, chúng tôi không có tấn công các bạn. Các bạn tấn công chúng tôi và chúng tôi đánh lại. Vậy thì cái câu hỏi ai nợ máu ai, xin để cho những người có lương tâm trả lời. Nhé. Tôi chấp nhận ý kiến của bạn là vì bạn sống trong cái môi trường đó, bạn đã bị tẩy não, bạn đã bị đầu độc. Thành ra là bạn luôn luôn nghĩ đến ngụy là nợ máu. Nhưng mà muốn biết ngụy nợ máu hay không đó, cứ hỏi những người dân trong nước thì sẽ biết. Muốn biết ngụy nợ máu hay không đó, cứ hỏi Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thì biết. Nếu mà nợ máu, tại sao mà giờ này họ lại gọi chúng tôi là khúc ruột ngàn dặm? Hello. Khúc ruột ngàn dặm mà sao lại nợ máu được? Tôi không hiểu. Thành ra tôi cảm ơn bạn, trân trọng đấy, cảm ơn thật đấy. Thế nhưng mà bạn của tôi, xin thưa là bạn đã bị tẩy não rồi. Người ta chỉ cho bạn thấy một cái hướng người ta muốn bạn thấy thôi. Nó như là cái chú ngựa mà kéo xe đó, họ lấy hai cái miếng da họ bịt hai bên mắt, chỉ cho anh thấy một cái hướng thôi. Bạn không thấy xung quanh. Nếu mà bạn thấy xung quanh thì bạn sẽ đặt một cái câu hỏi rất là đơn giản: tại sao Đảng và Nhà nước bây giờ lại gọi mấy cái thằng nợ máu là khúc ruột ngàn dặm là cái gì? Ông Thủ tướng Việt Cộng ông qua đây đến nơi thì ông cũng xin gặp cái giống khúc ruột ngàn dặm. Nếu mà khúc ruột ngàn dặm đã nợ máu thì thôi, vứt nó đi chứ. Ông không có đòi nợ máu mà ông lại xin tiền. Ông xin những người Việt Kiều, những người ở nước ở ngoài Kiều về giúp đỡ những người dân trong nước, giúp kinh tế của nước nhà. Chứ họ đâu có đòi nợ máu đâu. Cho nên là những người là như bạn này là để lại một cái lời bình luận là đó là nạn nhân của cái sự tẩy não mà John vừa nói đó. Nạn nhân của một sự tẩy não của chế độ. Trong khi mà họ cứ tuyên truyền là giặc này giặc nọ, giặc ngụy, thì rõ ràng họ qua bên đây họ kêu chúng ta là khúc ruột hàng dặm. Mà trong khi họ tuyên truyền là Mỹ là quân xâm lăng, tư bản dễ chết này nọ, nhưng mà họ lại gửi con cháu mình sang đây du học. Không đi du học ở Cuba, không đi du học ở bên Trung Cộng, thì lại đi du học ở Mỹ, Canada, Úc Châu, toàn là những đất nước mà họ kêu là tư bản dễ chết, họ bêu xấu, họ bôi nhọ những cái đất nước đó. Tại sao như vậy? Mà người dân, đặc biệt là những cái anh chàng mà bị tẩy não như này thì rất là căm ghét, căm hận những cái thế giới tư bản như là Mỹ ngụy, đúng không? Mà trong khi đó lãnh đạo của họ nói một đường rồi họ làm một nẻo. Cảm ơn Son Lê, cái đó là rất là đúng. Nếu mà các bạn muốn biết đó thì các bạn cứ việc vào trong Google, các bạn đánh cái một hàng chữ là con của ông Nguyễn Xuân Phúc ở Mỹ thì các bạn sẽ biết. Con của ngài ông Nguyễn Xuân Phúc bây giờ là gì? Chủ tịch nước hay gì đó mà phải không? Chủ tịch nước. Mua nhà bên này. Các bạn vào Google sẽ tìm ra, thấy rõ ràng hình căn nhà, thấy địa chỉ đàng hoàng tử tế. Con các ông lãnh đạo bây giờ đó. Rồi chưa kể là tôi biết đó, là có rất là nhiều người gia đình cộng sản 100%, tôi không nói tên nhưng mà tôi biết, bỏ ra cả $100,000 để đầu tư bên này, bỏ ra cả $50,000 để thuê luật sư Mỹ, anh làm ơn anh giúp cho tôi để qua đến nơi để có thể sanh.
Và họ lấy cái tiền của tham nhũng ở Việt Nam đó, họ mang qua bên này để làm gì? Để mở doanh nghiệp bên này. Đa số đó là mở những cái tiệm nail. Là vì cái luật của Mỹ đó, là khi mà anh đầu tư vô một số tiền, tôi không nhớ là ngày xưa là 1 triệu hay là 500 ngàn, ấy, tôi nghĩ là 1 triệu. Và anh cam đoan là anh sẽ thuê 2-3 người công dân Mỹ, thì anh sẽ được vào Mỹ với tư cách là thường trú nhân thẻ xanh. Tôi đã có một người bạn tôi quen, gửi vợ, gửi con qua. Hiện giờ đang ở bên này đây. Nhưng mà những người dân á anh, những người dân mà tạm gọi là những nạn nhân của sự tẩy não, họ họ chưa có đủ kiến thức, chưa có đủ tư duy để mà nhìn nhận ra được cái sự việc. Họ chưa đủ, họ không bao giờ hiểu được là những nhà lãnh đạo của họ coi họ, xin lỗi xin dùng cái chữ phải là ngu như bò. Những nhà lãnh đạo của họ coi người dân ngu như bò. Tại vì sao? Họ lúc nào cũng tham nhũng lấy tiền của người dân, lấy một chút gì đó. Mà hàng trăm triệu người thì đâm ra là tài sản nó rất là lớn. Họ cứ mặt sát tuyên truyền cho người dân căm thù Mỹ Ngụy. Đó, nhưng mà mặt khác họ lại gửi con cháu mình sang đây, đưa hết tài sản của cải của mình sang đây. Họ tìm một cái lối thoát, họ tìm một cái nơi để mà hạ cánh an toàn. Họ coi người dân rất là ngu, người dân không thể nào hiểu ra được cái sự việc. Và những người như là anh chàng này hoặc là ai đó, sao anh không biết, phải là rất là đáng thương. Rất là đáng thương, tại vì cứ ôm cái sự hận thù, chê bai Mỹ Ngụy này nọ. Nhưng mà họ đâu có hiểu là chính tiền của họ đã bị cấp trên của họ, lãnh đạo của họ tham nhũng, ăn cướp, rồi lại đi cửa sau qua những cái đất nước mà dạy cho họ biết là họ phải căm thù. Đó. Còn cái anh mà nói là thắng là vua, thua là Ngụy, có gì bàn cãi, thì anh nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ rằng bây giờ có lẽ là ở trong đất nước Việt Nam, những người mà ở trong nước Việt Nam đó, nếu mà bây giờ mà chúng ta cho phép là có một cái cuộc trưng cầu dân ý, một cái cuộc bỏ phiếu để chọn xem là bạn muốn làm công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay là làm Ngụy, tôi nghĩ chắc đến 90% xin làm Ngụy. Bởi vì Ngụy như thế này thì tuyệt vời quá. Ngụy mà chúng tôi hiện giờ là chúng tôi rất là hãnh diện là có một cái thế hệ thứ hai đang ngồi trước mặt quý vị, đây là Son Lê. Có một thế hệ thứ ba, có rất là nhiều những người đàn em của chúng tôi giờ này nắm những cái chức vụ rất là cao. Mùa bầu cử sắp đến, có người ra ứng cử dân biểu quốc hội, có đủ hết không chưa? Nếu mà Ngụy như vậy thì Ngụy đâu có xấu đâu, phải không các em? Ngụy nó chỉ là cái tên thôi. Nó tên như là Lê Văn Năm, Lê Văn gì đây. Đất nước của quý vị đặt ra một anh chàng, bịa ra một anh chàng Lê Văn Tám, quý vị gọi là anh hùng. Tẩm bom xăng rồi, tẩm xăng vào người rồi chạy vào kho đạn của Pháp đốt. Nhưng mà thật sự vậy mà cũng có người tin anh à, người đang... Vậy có người tin á. Không biết là tẩm xăng mà đốt là không biết chạy được 10 mét không nữa. Đấy, có mà người mấy tin, anh có người tin. Mà mấy anh lính Pháp đứng trên không thấy sao? Thấy một cái ngọn đuốc chạy vô không có thấy để mà dừng anh ta lại sao? Vậy mà cũng có người tin được, bó tay. Thành ra nếu mà ngày nào mà ở Việt Nam quý vị mà còn đi qua cái công viên Lê Văn Tám đó, hãy cúi xuống và nói một câu: chúng mày lừa ông bà đến cỡ nào đây? Không làm gì có cái thằng nào mà gọi là tên Lê Văn Tám mà tẩm xăng mà chạy vào cái kho đạn á. Chuyện đó là chuyện khôi hài, chuyện đó là chuyện bịa. Thành ra rằng nếu mà quý vị đã bịa để có một cái tên Lê Văn Tám thì chúng tôi chẳng có gì nhục nhã với cái tên Ngụy hết. Ngụy mà làm được rất là nhiều chuyện. Ngụy mà cho đến ngày hôm nay cái lá quốc kỳ cờ vàng ba sọc của chúng tôi vẫn còn tung bay trên bầu trời, không phải riêng tại nước Mỹ mà khắp nơi trên thế giới. Nếu mà một cái chế độ mà tồi tệ đó, cái chế độ đó chết đi, người ta sẽ chôn ngay. Đức Quốc xã chết đi, giờ này mấy ai mà còn treo cờ Đức Quốc xã mà cầm ngoài đường đó? Có thể có một nhóm nhỏ, rất là nhỏ, nhưng mà để trở thành một phong trào mà ôm cờ không làm gì có hết. Thế nhưng mà Việt Nam Cộng Hòa chưa chết quý vị ạ. Tin buồn cho quý vị. Sao rất là đồng ý với anh. Khi mà anh nói
về những người ngụy đó. Thực ra nếu mà bây giờ làm một cái cuộc trưng cầu dân ý đi, nếu mà có thể làm ngụy mà các bạn có thể làm như là tướng Luân Sơn Việt, các bạn có thể là đại tá Hùng Cao, các bạn có thể là nhà khoa học gia của nước Mỹ như là Dương Quốc Ánh, rồi một bên là phải nói như thế nào, nếu mà bên này ngụy thì bên kia là như thế nào anh? Chính nghĩa hả? Nếu mà bên kia là chính nghĩa là như là ông Phạm Minh Chính, như là ông Tô Lâm đi ăn bò giác vàng, như là Nguyễn Xuân Phúc qua đây, rồi nguyên một cái đoàn lãnh tụ của phe chính nghĩa sang bên Mỹ ngoại giao mà chửi bậy, mẹ nó sợ cái gì, rồi văn tục thằng này thằng kia, một bên chính nghĩa mà ăn nói như vậy, tham nhũng cướp của người dân, và một bên ngụy nhưng mà lại rất nổi tiếng ở Mỹ, được bao nhiêu người kính trọng, thì các bạn trẻ bên Việt Nam chọn bên nào? Hỏi đơn giản như vậy thôi, chọn bên nào? Đó. Rồi hôm nãy anh nói về Lê Văn Tám, thì cho Sơn hỏi anh là có còn một nhân vật nữa mà họ rất là ca tụng. Cái anh chàng gì mà bị ngụy quân, ngụy quyền mà dắt ra ngoài pháp trường để mà tử hình á. Anh đang nêu cái tên gì anh? Nguyễn Văn Chồi. Nguyễn Văn Chồi. Son không biết nhiều về anh chàng đó. Nhưng mà cái câu chuyện họ đặt ra là anh chàng đó ra bước ra pháp trường, quăng cái khăn đó ra, rồi khi mà người cha xứ hỏi là anh có cần đọc kinh cầu nguyện không, thì anh ta kêu to lên: Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, đã đảo đế quốc Mỹ, đã đảo ngụy quân ngụy quyền. Thì anh nghĩ là cái nhân vật này là có thật không anh? Tôi nghĩ rằng là nhân vật này là hoàn toàn không có thật. Nhưng mà họ dựa vào một vị anh hùng. Mà rất tiếc là vị anh hùng đó họ không thích, nhưng mà chúng ta rất ngưỡng mộ. Đó là cố đại tá Hồ Ngọc Cẩn. Cố đại tá Hồ Ngọc Cẩn bị đưa ra Cộng sản, đưa ra pháp trường. Và đại tá Hồ Ngọc Cẩn là từ chối, không cho phép, nghĩa là đeo cái vải che mặt. Và đại tá Hồ Ngọc Cẩn là hô to Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Có lẽ rằng họ lầm đấy, là vì người Cộng sản người ta tạo ra nhiều cái mà họ hoàn toàn không có. Họ là một thứ gọi là ngụy quân tử, nhát bất quần, hoàn toàn không có, nhưng mà tạo ra rồi nói ra. Như Lê Văn Tám cứ nói giết, rồi bây giờ mọi người tin là Việt Nam có một Lê Văn Tám tẩm xăng, rồi xăng khô, rồi ngồi hút thuốc lá một chút, rồi xong lại xin thêm một lon xăng nữa tẩm tiếp rồi mới đi vô. Một cái chuyện nực cười như vậy mà cũng đánh lừa được cả hàng triệu người dân Việt Nam, hàng chục triệu người dân Việt Nam không thể nào tin nổi. Wow, phải nói là người Cộng sản họ rất là thành công trong cái việc tẩy não và tuyên truyền. Không thể nào tin nổi. Còn nhân vật Võ Thị Sáu thì anh nghĩ như thế nào? Có quý vị nào mới để lại lời bình luận? Anh nói sao? Nhân vật Võ Thị Sáu. Võ Thị Sáu đó hả? Mình không theo dõi nhiều, nhưng mà cũng toàn là nghĩa là những nhân vật mà không có cái gì gọi là nổi tiếng hết. Thế rồi đánh bóng lên. Thì thôi, cái chuyện đó mình cũng hiểu. Mục tiêu tuyên truyền mà. Tuyên truyền thì phải như vậy thôi. Đó, cũng như là ông Hồ đó, họ tuyên truyền họ bảo là Bác Hồ nói 29 thứ tiếng đó. Trời Phật ơi, kiếm đâu ra thằng cha nào mà nói đến 29 thứ tiếng. Nói một tiếng Việt Nam, viết một cái di chúc bằng tiếng Việt, viết còn chưa xong, sửa lên sửa xuống, sửa màu đỏ. Mà cái bản di chúc là viết đến cả mấy năm đấy. Bác Hồ viết đến mấy năm đấy chứ không phải là đùa đâu. Đó, mà đánh vật đến mướt mồ hôi ra. Sửa lên sửa xuống. Ngay chữ Việt cả không cái ra bản mà. Ngay cả cái bản tuyên ngôn độc lập cũng không viết ra được, cũng phải mượn lời của bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ, viết đúng. Từ năm 1776, cả bao đúng. Nhiêu thế kỷ rồi, phải mượn lời của họ viết lên cái bản tuyên ngôn độc lập. Cái lời đầu tiên là gì? All men are created equal, có nghĩa là mọi con người sinh ra đều bình đẳng. Cái câu nói đó là bất hủ của Thomas Jefferson và những người cộng tác với ông viết lên cái câu như vậy. Mà bây giờ đánh phá được thực dân Pháp, rồi đánh phá được Mỹ này nọ, rồi viết lên một cái bản tuyên ngôn độc lập mà lại đi ăn cắp đạo văn của người khác, thì rõ ràng là mình biết cái trình độ của họ tới đâu rồi, đúng không anh?
Đừng. Thì bây giờ Son Lê cho phép mình nhắc một 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 chi tiết thôi. Tôi ở Việt Nam đó, tôi coi tôi không bao giờ tôi coi cái chương trình của đài truyền hình Việt Nam hết. Cái lý do nó rất là đơn giản, là vì tất cả là đều là vay mượn trả bản quyền của những cái chương trình Mỹ. Bên này có The Price Is Right thì bên Việt Nam cũng bày đặt, cũng lên đến nơi, ô chị xem là cái giá của cái này là bao nhiêu, giá một ký khoai mì này là bao nhiêu, giá này tất cả là mua bản quyền và ăn cắp của Mỹ hết. Việt Nam không có một cái gì sáng tác hết. Và cái này phải nói thẳng một câu là tội nghiệp cho người Việt Nam. Rất tội nghiệp. Tôi tin tưởng là người Việt Nam có rất ở trong nước đó, chứ tôi không nói người ngoài nước. Tôi tin tưởng là trong nước có rất là nhiều nhân tài. Gần 100 triệu mà. Rất là nhiều. Thế nhưng mà nhân tài đó không có cơ hội phát triển. Họ có thể họ nghĩ ra rất là nhiều cái rất là hay đó. Nhưng mà nếu mà đi chật đường một cái đó là nhân tài đi tù ngay tại chỗ. Thật ra chẳng thằng nào mà dạy mà làm cái trò này hết. Không ai dạy. Anh có nghĩ là phần lớn là vì cái nền giáo dục của Việt Nam không? Có nghĩa là cái nền giáo dục là chỉ khuyến khích người ta đi ăn trộm ăn cắp, copy lại của người khác, và không có cái sự sáng tạo, tại vì không có tự do ngôn luận, không có tự do nêu lên cái quan điểm của mình. Ai nói gì nói sai một cái là bắt đi tù liền. Không có cái tự do. Anh có nghĩ là vì cái lý do là như vậy không? Đó là cái nguyên nhân chính mà dẫn đến cái việc mà Việt Nam rất là hạn chế trong cái việc mà phát minh ra được cái gì nó hay cho nhân loại không? Thưa với Son Lê với lại quý vị khán thính giả đó, cho phép tôi có một cái suy nghĩ hơi khác Son Lê một tí. Tôi nghĩ cái đó là cái chính sách. Cái chính sách của người Cộng sản. Tức là họ muốn toàn dân là phải ngu hết. Không cho sáng tác, không cho gì hết. Tụi mày cứ yên tâm. Đã, tao cho tụi mày sinh sống. Tụi mày làm ăn tham nhũng buôn bán gì ạ? Cứ việc thoải mái. Nhưng mà chớ có dài mà nghĩ đến cái chuyện gọi là lật đổ tụi tao. Thành ra cái chính sách của họ nó là như vậy. Nó rất là đặc biệt. Cho nên rằng không một anh nào mà dám hết. Mà nếu mà có dám ra nữa thì cũng phải là đến một cái tuổi nào đó. Chẳng hạn như có giờ này có rất là nhiều nhà văn Việt Nam nổi tiếng phản tình đã. Có chứ không phải không có đâu. Thế nhưng mà ở một cái tuổi nào đó rồi không còn sợ tù tội nữa. Tao 70 mấy 80 thì mày nhốt thì nhốt, không nhốt thì tao cũng chết ở nhà đã. Không sợ. Chứ còn cái thành phần mà còn trẻ trẻ một chút đó sợ lắm. Là vì hơi một chút đó là không những là bản thân mình bị tù tội mà gia đình mình cũng bị nữa. Nó triệt đến tận nơi tận gốc, nó không có cho. Thành ra là tất cả những cái ai mà muốn sáng tác muốn gì, họ sẽ không dám sáng tác. Thôi thà cứ đi vay mượn mà lại kiếm ra tiền. Còn mình sáng tác một cái rồi bên ban tuyên huấn trung ương đảng mà nó lại bẻ ra, nó lôi một cái chữ này ra, nó chẻ sợi tóc ra làm từ, nó cherry picking, tức là nó lựa ra một vài cái câu nào đó, nó phang mình để ở tù thì thôi có mà chết. Đấy, thành ra cái đó nó làm cho cái đất nước là giật lùi là vì vậy. Tôi còn nhớ là có một cái câu chuyện là như thế này này Son ạ. Lâu lắm rồi tôi không nhớ năm nào, nhưng mà lúc đó tôi ở Việt Nam, là có một ông nông dân Việt Nam. Thế nhưng mà ông đam mê về khoa học và ông chế ra máy bay. Đã bay thử rồi, nhà nước không cho, cấm tuyệt đối. Và cuối cùng là gì? Bên Campuchia là nó mời ông qua, nó phong cho ông làm tướng, cấp nhà, cấp cửa. Và cái việc đầu tiên mà ông qua Campuchia ông làm đó, ông khoan chế máy bay đó, mà ông giúp chính quyền Campuchia sửa lại tất cả những cái xe tăng cũ ngày xưa và trang bị lại bằng cái loại tốt hơn, ông làm được. Thế là chúng ta mất đi mất một thiên tài rồi, có đúng hay không? Là vì chúng ta không sai thì họ đi thôi. Là cũng như cho nên mới nói là Việt Nam bị chảy máu chất xám rất là nhiều, tại vì biết bao nhiêu nhân tài khi mà họ đi ra nước ngoài rồi thì họ không quay lại. Họ biết được cái chế độ ở trong Việt Nam nó xấu xa, nó chừng nào tội gì họ phải quay lại, đúng không anh? Có đúng, một bạn đúng. Một bạn Long Lê
Bình luận rất là hay. Son đọc: Võ Thị Sáu hai tay bị còng ra sau lưng, bị bịt mắt khi đưa ra pháp trường để xử bắn. Chị Sáu thấy bông hoa mọc trên đường đẹp cúi xuống, hai bông cài lên tóc rồi đi tiếp đến pháp trường. Một cái câu chuyện mà hết sức là mang cái tính chất hư cấu. Vậy mà biết bao nhiêu người Việt Nam lại tin vào Võ Thị Sáu, tin vào Lê Văn Tám, tin vào những cái nhân vật phải nói là 10 tuổi, một cậu bé 10 tuổi nghe tin thì sao không nói gì. Mà khi mà bạn 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi mà bạn còn tin thì không biết là cái bộ não của bạn để đâu nữa. Cho nên mới nói là người cộng sản họ rất là thích, họ rất là muốn người dân Việt Nam phải ngu. Phải ngu, tại vì phải ngu thì mới trị được, đúng không anh? Chứ mà thông minh mà có kiến thức mà biết sáng tạo thì làm sao mà chấp nhận cái sự cai trị được. Đó. Cho nên phải nói là họ rất là thành công trong cái nền tảng giáo dục cũng như là những cái chính sách mà họ đi. Đúng như thế. Nếu như mà Thiếu tướng Luân Xuân Việt hay là khoa học gia Dương Việt Ánh mà ở Việt Nam giờ này thì thôi chắc là đi tù mọc xương rồi. Không ai biết đến hết. Đại tá Hùng Cao có ở bên Việt Nam đấy thôi thì thôi thua. Đó. Và nếu mà bản thân Tuấn mà còn ở trên Việt Nam đó thì giờ này chắc là chạy xe ôm hả? Rồi thằng con thì vá xe, sửa xe đầu đường mà chưa chắc đã làm được. Bởi vì cho nên là lúc bị bắt không biết là mình tội gì. Ủa tôi tội gì vậy? Anh tội là quá thông minh. Quá thông minh cho nên là anh phải đi tù. Đơn giản như vậy thôi. Phải nói là... Khi mà tôi đi tù cải tạo, nó có một câu chuyện này mà rất là nhiều người tù cải tạo biết. Cái lúc mà họ đọc tên đó, trong cái danh sách, họ đọc tên những người tù để mà xếp hàng đi qua bên kia, bên một cái hàng khác để họ chuyển trại này nọ đó. Thế hôm đó có một anh cán bộ đó, anh đứng ra anh đọc tên, anh đọc là: "Đây nha, nghe tôi đọc đây, họ và tên." Xong anh im, chẳng thấy thằng nào giơ tay hết. Em bảo: "Ơ hay, cái anh điếc hả? Ở đây có thằng nào tên là họ và tên không?" Xong rồi cuối cùng đó là có cái anh nhà trưởng, anh tức là cái anh mà do tụi tôi là trong hàng ngũ đó, là họ cán bộ nó chỉ định. Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Son Lê và anh Nguyễn Tường Tuấn đã quay trở lại. Xin lỗi quý vị nhiều nha, tại vì chắc là có lẽ chúng tôi nói xấu chế độ nhiều quá cho nên là hồn của Bác Hồ đã hiện ra và dập tắt ngay cái buổi nói chuyện của anh em chúng tôi. Cho nên là có một cái sự kiện không may đã xảy ra làm cho chúng tôi phải rớt mạng. Xin lỗi quý vị và rất nhiều. Bây giờ chúng ta thử máy, chúng ta dành một vài giây thử máy. 1, 2, 3, quý vị nghe âm thanh rõ không? Nếu mà quý vị nghe âm thanh ok thì hãy bấm dùm Son số 1 nha. Rồi, hôm nãy là có mấy ngàn người xem đó mà tự nhiên cái bị mất một cái rồi, bây giờ đi đâu hết trơn rồi. Quý vị, hy vọng là các bạn đã quay trở lại. Ok, chúng ta chờ một khoảnh khắc coi có ai nói gì không nha. Nếu mà âm thanh nghe ok thì hãy bấm dùm Son số 1 nha quý vị. Bấm dùm Son số 1. Ok, bây giờ thấy 8 người đã quay trở lại. 8 người rồi. Rồi, Blue Moon đã bấm số 1, âm thanh ok. Một lần nữa, rất là xin lỗi quý vị vì cái sự kiện vừa qua nó đã xảy ra. Chắc là hồn của ông Hồ Chí Minh đã hiện ra và tắt cái buổi nói chuyện của anh em chúng tôi. Đang có hứng, đang nói hứng lắm, bây giờ nói tới đâu rồi Son cũng không nhớ nữa. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta hãy move on. Một cái lời bình luận kế tiếp của một bạn tên là Long Đào, có nói là người Việt nhưng đã bị biến đổi gen vì Pháp và Mỹ. Một lời chê bai đó. Nhưng giờ này vẫn không thay đổi, vẫn một lòng theo Tây. Nói anh như vậy đó thì anh có cái suy nghĩ như thế nào về lời bình luận này?
Chắc là vị này là cũng lớn tuổi rồi, thành cho tất cả mọi sự kính trọng với lại vị Long Đào. Thì hiện giờ hình như là Pháp không có còn ảnh hưởng gì ở Việt Nam hết. Thành ra nếu mà bạn nói là chúng tôi vẫn một lòng theo Tây thì có lẽ rằng là bạn sống về quá khứ. Nhưng mà không sao hết. Tây về Mỹ thì cũng vậy thôi. Thế nhưng mà cái vấn đề đặt ra không phải là người Việt bị biến đổi gen, mà theo tôi nghĩ đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đã biến đổi gen của rất nhiều người Việt. Đó. Cho nên rằng là những cái suy nghĩ công tâm, những suy nghĩ trung thực, những suy nghĩ thẳng thắn nó không còn nữa rồi. Theo tôi nghĩ là Đảng Cộng sản Việt Nam đã biến cái gen của người Việt đó trở thành cái mà chấp nhận những cái điều không thể chấp nhận được. Và bây giờ nó lại trở thành bình thường, nó trở thành một cái chuyện rất là giản dị. Cho phép tôi được đưa một cái thí dụ, nói về hối lộ đi. Sao Lê có đồng ý cho mình nói cái chuyện này không, Sao Lê? Dạ vâng, anh cứ nói ạ. Ok. Ở Việt Nam mà không biết hối lộ thì không thể sống được. Nói thẳng một câu như vậy. Mà rất là may mắn đó là tôi không phải làm cái chuyện đó. Chẳng phải là vì tôi tài giỏi gì hết, xin nói trước như vậy, mà là vì tôi làm việc cho công ty nước ngoài, công ty ngoại quốc. Thành ra đằng sau cái công ty đó nó hối lộ hay không thì tôi không biết. Có đời nào mà nó lại đi nó khoe với mình. Thế nhưng mà tất cả những người ở trong cái hệ thống của cái chế độ đó, đó thì họ đều phải học cái nghệ thuật là thủ tục đầu tiên, tiền đâu. Không có cái đó là không thể nào mà đi đến đâu được hết. Thành ra rằng là cái mà gọi là cái gen mà gọi là gen tham nhũng đó thì chúng tôi chưa có biến đổi. Chúng tôi qua bên này là chúng tôi ở bên này, người Việt Nam ở nước ngoài chúng tôi không bao giờ biến đổi nhé. Hay là thế nhưng mà nếu mà về Việt Nam đó thì các bạn sẽ biết rồi, tôi chỉ đưa một cái thí dụ thôi. Người Việt Nam ở nước ngoài về đó thì thường đó là mang rất là nhiều quà về cho gia đình. Đó. Có những cái thùng quà đóng gói lớn lắm, lớn kinh khủng. Thế thì khi về đến phi trường Tân Sơn Nhất hay phi trường Nội Bài đó thì bao giờ cũng vậy hết á. Tùy theo cái số lượng mà kiện hàng mình mang về, nếu mà nhiều quá thì phải đóng nhiều hơn, nhưng mà đừng có lo là đóng bao nhiêu. Đã có những cái tay trong mà nó đứng ở ngay cái chỗ mà nhận hành lý ở trong phi trường, cái carousel đó, nó mặc quần áo xanh, quần áo đồng phục, tức là nó được phép, chứ không phải là người ngoài, không phải là ai cũng vô được đâu. Đó. Họ được phép và họ nói rằng là để em giúp anh chị, họ lấy đồ ra rất là nhanh, chuyên nghiệp. Đó. Và họ nói rằng là sao anh chị có cần để mà đi qua, có cái gì mà cần phải đi qua bên này không cho em biết. Thế nếu mà mình nói chẳng có cái gì hết thì họ cho biết cái giá cả. Đó. Còn nếu mà tôi có mấy cái iPhone, tôi có mấy cái này thế nọ thì là cứ hiểu là có cái giá, rồi xong rồi đưa cái passport của mình cho họ, hay là mình cầm rồi kẹp trong cái passport đó tiền. Thế mà đi qua đến nơi, đi qua cái chỗ mà hải quan mà nó khám đồ đó, chỉ cần để cái passport đó lên đến nơi, cái người nó cầm một cái nó rất là nhanh, nó nhanh còn hơn là ảo thuật gia nữa. $20, $50 nó thảy vào cái chỗ nào nó nhanh, không cách nào, mắt nào mà thấy được hết. Thế là cái kiện hàng đi. Còn nếu mà không có cái số tiền đó, đó thì bạn cứ thử tưởng tượng coi, nó giữ lại rồi nó khám từng cái kiện hàng thì có mà chết. Thể nào nó cũng tìm ra. Đấy. Thể nào nó cũng tìm ra những cái thứ mà nó bảo rằng ô cái này không được, thuốc tại sao mà lại mang về nhiều thế này, ô cái này tại sao. Thành ra cuối cùng nó làm sao, cuối cùng mọi người đi ngang qua đó đó là phải hiểu rằng thủ tục đầu tiên đấy. Tôi chỉ đưa một cái thí dụ thôi. Tôi đi Việt Nam rất là nhiều lần, tôi đi dạy học ở bên Indonesia nữa. Thành ra rằng mỗi lần máy bay từ Indonesia mà bay về Việt Nam đó, nhưng mà được cái may mắn là tôi chẳng có hành lý gì để mà nó khám hết. Đó. Chỉ có một cái túi xách nhỏ thôi. Thành ra nó nhìn mặt mình nó biết là thằng này nghèo rách mồng tơi mà cũng chẳng có cái khỉ khô gì, lôi thằng này lại thì mất thời giờ. Thành ra nó cho đi. Nhưng mà nếu mà tôi mà giống như các bạn về mà lại hết thùng này đi nọ đó, chắc chắn là vấn đề. Đấy là cái mức gọi là nhỏ nhất đó mà tôi muốn nói, đó là cái anh hải quan ở phi trường. Thế bây giờ tôi nói thêm một cái nữa, mà cái này là tôi biết đàng hoàng chứ không phải là không biết đâu.
tham nhũng từ trên xuống dưới, không một người nào mà không có hết. Nếu mà ở Việt Nam mà không tham nhũng không cách nào sống được hết. Nói thẳng với bạn một câu như vậy. Và đây là một câu chuyện mà chính tôi đã biết. Ở một cái công ty làm giày, tôi không nói là công ty của hãng nào, để giữ cái an toàn cho họ, thì ông tổng giám đốc đó, ông rất là nghiêm, ông rất là giỏi, ông là người nước ngoài, tôi cũng không nói nước nào, thế nhưng mà ông rất là giỏi, nghiêm lắm, công nhân nể ông kinh khủng lắm. Thế thì cái luật mà ông đưa ra ở công ty là như thế này, mà luật này là luật đúng, là tất cả những cái xe đi vào công ty hoặc là đi ra khỏi công ty đều phải mở cốp xe, mở thùng xe ra cho nhân viên bảo vệ khám xét. Tất cả, kể cả ông tổng giám đốc. Xe của ông đi vô cũng bị khám. Rồi xe ông đi ra vẫn bị khám như thường. Mà anh bảo vệ nào mà không khám đó là anh đó là có chuyện tắc rối đấy chứ không phải là chuyện đùa đâu. Ông bắt phải khám. Ông tập cho thành một cái thói quen. Các anh các chị thấy cái thói quen đó tốt chứ đâu phải là xấu đâu phải không? Dạ vâng. Câu chuyện kế tiếp là mỗi một cái công ty làm giày đó thì ở ngay trong cái công ty đều có một cái văn phòng của hải quan. Văn phòng đó nó nhỏ lắm, bé tí 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 à. Xin lỗi anh chị. Rất là nhỏ. Chỉ độ 5-3 người thôi. Tôi không biết bao nhiêu, không biết chính xác. Họ chia ca, họ làm việc thì mình chịu, mình không biết. Thế nhưng mà mỗi một lần mà cái xe container đó mà chở hàng từ trong công ty mà đi ra đó là phải dừng lại. Tài xế phải đưa giấy cho hải quan đóng. Thì họ làm như vậy cũng hay, tốt. Đỡ phải ra phi trường mà là hay là ra bến cảng Sài Gòn để mà làm thủ tục đấy, thì đây có ông hải quan để ông đóng cho thì tốt lành lắm rồi. Thế nhưng mà ngay trong cái tốt lành đó đó, nó lại có cái không được tốt lành. Và câu chuyện bước qua phần thứ ba. Một ngày ở đó đó, có một anh nhân viên hải quan, lính thôi chứ chẳng có phải là sĩ quan, sĩ cung gì hết. À, anh ta lái xe hơi, hải quan giàu lắm. Anh ta lái xe hơi đi ra khỏi công ty. Thì bảo vệ theo đúng nguyên tắc, chặn xe lại. Xin phép anh mở cái thùng xe đằng sau cho tôi khám. Thì anh nhân viên này, hải quan này nói, no, tao không có mở. Mày phải biết tao là hải quan ở đây chứ. Không việc gì phải mở hết. Thế thì hôm đó cũng gặp ông bảo vệ là cũng thuộc loại là ngon lành đó. Nếu mà như người khác thì thôi cứ nhắm mắt rồi cho đi thôi rồi. Thằng cha bảo vệ này nhất định không cho đi. Ông lại nhấc điện thoại, ông gọi vào trong văn phòng. Gọi cho cái anh người Việt Nam mà phụ trách cái chuyện là sếp ở trong cái khu vực đó. Anh báo cho anh Việt Nam biết là ông thầy ơi, bây giờ em đang khám cái xe này, bây giờ người ta không cho em khám thì bây giờ ông thầy theo làm sao, có nên cho đi hay không? Thì ông sếp Việt Nam, người Việt Nam, ông ấy bảo khoan, no, chuyện này để tôi hỏi ông tổng giám đốc. Mà nếu như anh chị mà đóng cái vai trò của ông sếp Việt Nam thì anh chị cũng biết thừa là bắt buộc phải hỏi ông tổng giám đốc rồi, chứ không thể nào mà tự mình quyết định, lỡ có chuyện gì làm sao. Thế thì anh mới nhấc điện thoại gọi lên văn phòng tổng giám đốc. Thì ông tổng giám đốc ông nói khám, không có nói lôi thôi gì hết. Thế là bảo vệ khám. Cuối cùng là hải quan là hiệp đầu là thua 1-0. Phải trở lại để cho khám. Thế nhưng mà chỉ ngay ngày hôm sau thôi. Ngay ngày hôm sau thôi. Sẽ xem là đảng ta thù ra làm sao. Xem là những cái chiến sĩ của bác và đảng đánh làm sao. Đẹp còn hơn là nghĩa là đội banh này. Ngày hôm sau anh ta đến nơi đó. Từ nay trở đi tất cả các xe của cái công ty ABC đó. Mà tất cả các xe đi ra khỏi công ty đó. Bắt buộc là phải khám. Mà khám kỹ nữa. Tức là sẽ lôi hết tất cả thùng giày xuống, khám từng xe một. Thì anh chị thử tưởng tượng coi,
một cái container mà nó chở mấy chục, mấy ngàn thùng, tôi không biết là bao nhiêu ngàn thùng giày trong đó đó, bao nhiêu ngàn đôi giày trong đó, mình không biết, mình không phải là chuyên môn không biết. Mà các ông ấy đòi khám từng từng thùng một thì có mày. Thứ nhất là xe nó sẽ không ra kịp ở cái bến cảng Sài Gòn để mà đưa hàng lên, mà tàu mà nó đến cái giờ mà nó sắp đặt cho anh là anh đưa hàng lên mà không có đó thì đến phiên nó đi à. Thế nhưng mà công ty đó là có bổn phận là gì? Nếu mà anh hụt cái chuyến tàu đi đó đó, ngày hôm sau anh phải tìm đủ mọi cách anh gửi bằng máy bay cho kịp. Nếu không là khách hàng người ta sẽ từ chối, người ta không có đặt hàng anh nữa. Bởi vì anh vi phạm. Nó không cần biết cái luật của anh ở Việt Nam làm sao, nó không cần biết. Khách hàng bên Mỹ, ở bên Pháp, bên Đức, bên Ý. Bạn nói tôi ngày này, ngày A, ngày B, thì ngày A, ngày B bạn làm ơn cho tôi. Thiệt hại nhiều lắm. Một đôi giày mà gửi đi bằng đường hàng không đó, chi phí là 8 đô la. Một cái container cả ngàn đôi giày. Mà đâu phải là chỉ có một container, cả năm, hai, ba chục container gửi đi. Thì các vị biết làm sao, công ty thiệt hại bao nhiêu cả. Thật Và là chưa kinh hết. khủng. Đấy, kinh khủng lắm. Chưa hết. Trong một tuần sau là ông tổng giám đốc người nước ngoài đó và anh giám đốc Việt Nam phụ trách cái cả hai mất, cả hai việc không biết họ làm cái gì, mình không biết, mình không dám nói cái điều mà mình không biết. Thế nhưng mà công ty là phải thông minh để biết, nếu cái ông này mà tiếp tục ở đây đó thì nó cứ khám mỗi ngày, nó khám như vậy thì có mà chết, chẳng có cách nào làm ăn được hết, thế là phải phải tống đi thôi. Còn hải quan về đó Chị thì tốt lành lắm. Lúc nào mà anh cần, anh chỉ cần nghĩa là nói với ông sếp Việt Nam, ê mày, cho tao 20 đôi giày là cho thôi, cho tao 100 đôi giày là cho. thậm Đã, chí là ông một chiếc xe mà ăn lương xe rồi. đi. Có một công ty tôi biết, tôi ở đó tôi dạy học đó tôi biết, xe của ông tổng giám đốc, mà ông tổng giám đốc những cái công ty nước ngoài đó, có một số cái công ty tôi không nói thêm để mà người ta có thể tìm ra được. Có một số công ty đó mà tổng giám đốc là toàn là chơi xe sang không, Mercedes mà loại mới nhất. Thế thì ông chỉ đi 1 năm 2 năm thôi rồi là ông bỏ. Đấy. Bỏ thì là đi hải quan mua lại. Đấy. Mua lại với cái giá bao nhiêu thì mình không biết. Thế nhưng mà anh hải quan nào lính cũng vậy đó. Anh hải quan ở cái công ty đó là anh nào cũng có xe hơi hết, không có anh nào mà đi xe Honda hết, quên cái chuyện đó thì không có. Thế thì có phải là tham nhũng không các bạn? Tức là nó cả một cái hệ thống như vậy rồi. Hả? Để tồn tại là anh em phải tìm cách để mà anh sống thôi. Trong một cái guồng máy mà cái hệ thống nó bị tan nát như vậy rồi thì tất cả mọi người nếu mà muốn lọt vào cái guồng máy đó thì phải chấp nhận cái hệ thống như vậy mà thôi. Ông tổng giám đốc của công ty mà anh mới nói đó là một người, phải nói là một nạn nhân xấu số vì không chấp nhận cái hệ thống đó, cho nên ông phải lãnh nhận cái hậu quả như vậy. Mà khi mà nói Đúng đến như cái vấn thế. đề tham nhũng hối lộ thì không cần phải đi sâu vào những công ty lớn ở bên Việt Nam. Quý vị chỉ cần đặt chân đến phi trường thôi, từ nước ngoài mà đến phi trường Việt Nam thì đã ngửi thấy cái mùi tanh hôi của một cái chế độ, một cái guồng máy, một cái hệ thống thối nát. Chỉ cần đặt chân đến phi trường là có thể ngửi thấy như vậy rồi. Nói ra ở đây thì có nhiều bạn có thể nói là ồ, Sơn Lê không có yêu tổ quốc, Sơn Lê tại sao lúc nào cũng chọ cái mõm về mà nói xấu tổ quốc. Không có, cái này là tôi đang nói xấu, tôi đang chỉ trích và lên án cái hệ thống của những người cầm quyền. Mỗi lần mà Sơn mà thấy những người mà mặc quân phục mà công an hoặc là những người hải quan thì thôi, toàn là những cái mùi tanh hôi, những cái điều mà mình không thể nào chấp nhận được. Chứ không phải là mình nói xấu dân tộc, mình nói xấu tổ quốc, không có. Nhưng mà những người này họ không có thể nào mà nhìn ra được cái sự khác biệt giữa hai cái khái niệm đó. Cũng như là anh Tuấn, anh chia sẻ là khi mà về Việt Nam, anh không có lưu luyến gì hết. Sau bao nhiêu năm rời khỏi quê hương, mà lần đầu anh về anh không có một cái lưu luyến, anh không có một cái nỗi nhung nhớ gì hết. Tại vì anh không chấp nhận được cái lá cờ đỏ sao vàng. Một cái hệ thống mà nó thối nát như vậy. À, thì đây không, rõ ràng không phải là một cái điều mà anh đáng nhớ ở trong lòng.
À, đúng không ạ? À? Thì phải phải Dạ nói vâng, rõ cho rất là các bạn đúng. trẻ trong nước hiểu. Dạ. Xin phép Rồi. sang đây một giây thôi. Ở bên Dạ. Việt Nam người ta có cái chữ là đừng có đánh đồng. Bây giờ tôi mới nhớ ra. Tức là đừng có đánh đồng cái chế độ cộng sản với lại đất nước. Hai cái là riêng biệt. Tôi yêu đất nước không có nghĩa là tôi yêu cái chế độ đó. Đã có người viết cái comment trong này rõ ràng, tôi yêu đất nước nhưng mà không có phải nghĩa là tôi yêu Đảng Cộng sản. Đó. Nhưng mà họ bên đó là họ hay đánh đồng. Tức là họ cứ cột vào. Anh nào mà chống tôi tức là chống lại đất nước. Chứ còn mà bây giờ mà nói cái người cá nhân đó A, B, C đó mà chống Đảng Cộng sản thì thường quá. Dân đó lại vỗ tay. Đó. Dân lại bảo chống thế thì hay quá rồi còn gì nữa. Nhưng mà nếu mà bảo là chống lại đất nước, wow. Đấy, thành ra mới có những cái ông mà ông biết là này là vậy. Bị đầu độc. Anh nói rất là đúng. Họ họ rất là thông minh. Họ rất là thông minh trong cái vấn đề mà họ cố tình đánh đồng cái khái niệm, họ đánh tráo khái niệm. Đánh tráo khái Đúng niệm rồi. là như vậy. Nha. Nếu mà bây giờ anh chàng nào mà đứng ra mà lên án chế độ, nói tôi đã đảo cộng sản, tôi không thích cộng sản, tôi không thích lá cờ này, thì người dân vỗ tay hoan hô liền. Nhưng mà họ không đâu, chính quyền họ không bao giờ họ nói như vậy. Chế độ họ không nói vậy, mà họ nói là ô anh này là không yêu đất nước, không yêu tổ quốc. Chứ không phải là không yêu Đảng Cộng sản. Bỏ tay luôn. Rồi, một người nữa, Võ Ngọc Hiền, có một cái lời bình luận là cộng sản là nhân đạo lắm rồi còn không biết mang ơn. Tụi nó chưa bắn ông là phước ông bà, hãy lo tạ ơn trên trước đi. Thì anh nghĩ như thế nào về cái lời bình luận như thế này? Thôi thì mình cứ 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 công nhận một cái cho người đó vui đi. Vâng, tôi còn sống như vậy là nhân đạo lắm. Nhân Nhưng mà không đạo. phải là vì cộng sản không bắn tôi, nhưng mà là vì cộng sản cả một cái hệ thống tù đó nó không bắt được tôi. À, tôi vượt ngục. À, nó không bắt được. Nhưng mà thôi thì bây giờ họ cứ nói là họ tha thì thôi mình cũng chấp nhận như vậy thành ra rằng là chúng ta cứ nhìn vấn đề mà cứ bóp méo sự thật một cái như vậy. À, để mang ơn. Đúng, nếu mà bạn nói rằng có một điều để mà cần phải mang ơn đó, tôi xác nhận và tôi công khai xác nhận trước tất cả mọi người là cá nhân tôi, chứ tôi không dám nhân danh ai hết nha, không dám nhân danh người Việt tị nạn hay không dám nhân danh ai, nhưng mà cá nhân tôi đó thì phải nói rằng là cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn Đảng Cộng sản, nhờ bác mà vào đây chúng con mới có cái dịp đến Mỹ. Sợ bác chết khiếp đi, năm 1954 khi mà tôi còn là bé tí, tôi chẳng biết gì hết. Bố mẹ tôi sợ bác, nhưng mà tôi lúc đó chưa biết sợ, chưa biết gì hết. Đấy. Đến năm 75 là nếm mùi rồi. Đấy. Nếu mà không có bác thì giờ này chắc là người Việt mình cũng không đến nỗi mà phải ra khơi mà chết trên biển chứ gì đâu. Cảm ơn về cái chuyện đó. Có một lần là vợ tôi với các con tôi đến Việt Nam, lúc mà tôi đi làm việc ở bên đó đến thăm, thì chúng tôi có đi chơi ra ngoài Hà Nội. Đến trước lăng Bác đàng hoàng tử tế. Wow. Đấy. À, đứng đứng trước thôi. À, thế thì tôi mới hỏi bà vợ mình, em có muốn chụp hình ở đây không? Bà nói thôi em chẳng muốn. Thế là đủ rồi. Thế nhưng mà sau đó thì lúc đó tôi vẫn còn nghĩa là khó chịu vợ chồng, nhiều lúc tôi nói chuyện tôi cũng hay nghĩa là khó chịu về cái chế độ đó lắm. Thì bà vợ tôi, bà có khuyên tôi một câu, nói anh ơi, dù sao chăng nữa thì họ cũng có một điểm tốt, cái điểm tốt đó là nhờ họ mà anh em mà chúng mình đây mới có mặt ở đất nước này. Đấy. Còn nếu không thì mình vẫn cứ ở Việt Nam. Đấy. Dù là chế độ Việt Nam Cộng Hòa còn thì mình ở đó thì cũng chưa chắc là mình có được một cái tương lai như là ở bên đây. Vâng, thì nếu mà nói về như vậy đó, truyền cái ý nghĩa như vậy đó thì dạ, cảm ơn Đảng. Còn mà bảo Đảng nhân đạo thì tôi xin lỗi bạn, bạn không làm gì cái chuyện nhân đạo hết nhé. Bạn không tin và bạn cứ hỏi 5.000 người nạn nhân chết ở Tết Mậu Thân ở ngoài Huế bị chôn sống tập thể. Bạn không tin bạn cứ hỏi 3.000 người ở trên An Lộc chết, mà chết là vì bom đạn của quý vị chứ không phải là chết vì chúng tôi. Đó, thì xem rằng là cán bộ cộng sản có nhân đạo không. Bản thân tôi khi tôi chiến đấu ở An Lộc đó, tôi đã thấy rõ là cán binh cộng sản đó, khi mà chúng tôi hạ những cái xe thiết giáp của quân đội Bắc Việt đó,
Và lên đến nơi thì thấy là cái người cán binh đó là cái chân của họ là họ đã xích vào trong xe. Trời ơi. Đấy là chuyện có thật. Họ xích vào trong xe. Tức là họ chính trị viên đó, họ động viên ra làm sao mình không biết. Tức là anh phải thể hiện cái quyết tâm đánh đổ, đánh Mỹ. Thì cái quyết tâm bằng cách là gì? Tôi cột chân tôi vào trong xe tăng. Tôi sẽ sống chết với cái xe thiết giáp đó. Đấy là cái quyết tâm. Và chúng tôi đã thấy được những cái cảnh đó rồi. Có chứ không phải không có. Và nếu mà quý vị không tin đó, tôi kể thêm một câu chuyện nữa. Ở mặt trận An Lộc đó, tôi có hình đàng hoàng. Nhưng mà hôm nay là vì tôi không có nghĩ rằng là lại bàn đến cái chuyện này cho nên tôi không ấy. Đơn vị đại đội trinh sát của chúng tôi là cá nhân tôi đó, là ở đại đội 7 trinh sát của Trung đoàn 7, Sư đoàn 5 Bộ binh. Xin nói rõ là như vậy. Thế thì trên mặt trận An Lộc đó là đơn vị tôi có giữ một tù binh Cộng sản. Và tôi còn nhớ tên anh ta. Tên anh ta là Trần Anh Vũ. Tên rất là đẹp, hiền. Đã, mà khi mà chúng tôi bắt đó, là đã bị thương rồi. Và chúng tôi để cho họ ở trong hầm. Thì lúc đó, đó là đầu tiên mấy ngày đầu đó thì có còng. Nhưng mà không có ai đánh đập hết. Cho ăn uống đầy đủ. Thế sau rồi tôi thấy còng thằng cha này cũng An Lộc bây giờ nó pháo tùng lung tà la, chạy đi đâu đây? Chú mày chạy đâu thì chú em cũng chết thôi. Thế thì tôi mới thấy nói chuyện thì cũng dễ thương, lịch sự. Thì tôi mới nói chuyện, tôi bảo này Vũ, anh bây anh chẳng thấy là còng em để có lợi rồi, ích làm gì hết đấy. Bây giờ đó anh tin em, anh cho phép là mở còng. Mà không những như vậy đó, lại tôi còn cho một bộ đồ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà không có hiệu, gỡ tất cả hiệu đơn vị thì gỡ hết ra, đồ trơn như thế này. Và cậu ta mặc. Và tôi giữ cậu ta ở trong cái khu vực đó chắc cũng đến cả mấy tuần đó. Là vì nó như thế này. Đơn vị trinh sát không có nhiệm vụ mà giữ tù, đó không phải là việc của tụi tôi. Thế nhưng mà lúc đó muốn chuyển tù về Lai Khê đó, không có máy bay. Không có máy bay nào, thương binh còn không chuyển được nữa. Đừng có nói gì đến tù. Thì cuối cùng đó là anh chàng Trần Anh Vũ đó là anh ở lại với chúng tôi đến cả 2-3 tuần lễ gì đó, tôi không nhớ cái thời gian. Tôi có chụp hình nhé, chụp hình đàng hoàng. Thế rồi khi mà anh em thân nhau rồi nói chuyện, thì trong một bữa ăn trong hầm đó thì tôi mới hỏi Vũ, à anh hỏi em một câu nhé, nếu mà bây giờ mà Cộng sản mà họ chiến thắng, họ họ tấn công vào đây và tụi anh phải bỏ chạy thì em làm sao đây? Đây là câu hỏi. Thế nhưng mà tôi nói, nhưng mà tụi anh không có bỏ chạy, em ở đây em biết rồi. À, thì anh ta nói rằng trước khi em vào đây đó thì em cũng nghe nói rằng tụi anh nghe là dữ dằn lắm, giết người moi gan moi giết rồi. Thế nhưng mà em vào em ở chung với các anh, em thấy các anh đối xử với em quá tử tế đi, quá tử tế, cho ăn uống rồi này nọ các thứ. Thật ra nếu mà những người bộ đội mà vào đây đó thì em nghĩ rằng bắn họ chắc em không dám bắn đâu, tại vì họ cũng là bà con đồng đội với em, mà bắn các anh thì lại càng không bao giờ em bắn hết. Thì nếu như vậy có lẽ là em chỉ có nước em cầm súng em tự sát thôi. Là vì nếu mà họ bắt được em đó thì em có nói hay đến mấy thì hay thì em vẫn đi chạy ra kiếp tù tội, em không chấp nhận chuyện đó. Đấy là một câu chuyện có thật. Tên anh ta là Trần Anh Vũ. Thành ra qua đó các bạn sẽ thấy rằng là cái cuộc chiến của chúng ta đó đau thương vô cùng. Anh em trong nhà giết nhau. Là người miền Nam chúng tôi không có cổ vũ, không có nói rằng là phải ra miền Bắc để giải phóng miền Bắc. Quân đội chúng tôi không có cái đó. Chỉ có các bạn là ở miền miền Bắc các bạn vào giải phóng miền Nam. Và khi mà các bạn vào đến nơi rồi đó thì các bạn biết ai giải phóng ai. Các bạn biết. Không đời nào một cái anh mà giúp đặc cám ai mà đi giải phóng một thằng mà có chữ nghĩa. Không đời nào một anh mà nghèo cố rách áo ôm, lê đôi dép dâu của cụ Hồ, thân thể xốp rét gầy mà lại vào giải phóng một thằng ăn uống đầy đủ. Chuyện đó là chuyện ngược đời. 47 năm rồi các bạn ở trong miền Nam các bạn biết. Mà cho đến giờ này đã rất là nhiều học trò của tôi ở ngoài miền Bắc.
họ vào Nam để họ làm việc cho các hãng giày. Và cái việc đầu tiên mà tôi để ý thấy rất là để ý, rất là hay. Những cái ngày mà đầu tiên mà họ vào đến nơi đó, trông họ mà ngồi trong lớp là biết ngay là ông này, biết ngay là các ông này là Nghệ An, Hà Tĩnh hay cái gì rồi. Biết ngay. Xin lỗi quý vị. Nhìn cách nói chuyện, nghe cái giọng nói của họ là biết rồi. Thế nhưng mà chỉ đâu khoảng vài tháng sau gặp lại, đổi giọng nam, ăn mặc với các thứ, tức là họ cảm thấy rằng là họ lạc loài. Có một cô giáo công ty nó mướn vào dạy, nhưng mà chỉ dạy ngắn hạn chứ không có dạy dài hạn như tôi. Thì cô giáo đó là tốt nghiệp đại học đàng hoàng, người Bắc, Bắc sau 75. Rồi cô ta nói với tôi là như thế này: anh Tuấn ơi, con em đi học bây giờ đó, tức là đi học ở trong Nam, nó toàn nói tiếng Nam không à, nó không có nói tiếng Bắc, và về nhà nó cũng nói tiếng Nam nữa. Thế tôi hỏi tại sao em với lại chồng em là người Bắc mà tại sao lại để con nói tiếng Nam? Mà không, con em bây giờ mà vào trường mà nói tiếng tiếng Bắc đó, chúng nó cười cho mà có mà chết, không có học được đâu. Đấy. Mà chính em bây giờ em cũng thấy là tiếng Nam hay. Đấy, cô ta nói với tôi như vậy, mà cô ta là người miền Bắc 100%. Thế thì qua cái vấn đề này đó, các bạn sẽ biết là ai giải phóng ai. Chúng ta không nói nhiều. Dạ vâng. Một câu chuyện hết sức là cảm động, nói lên cái sự tử tế của quân đội Việt Nam Cộng Hòa khi mà bắt được một người tù binh như là anh Trần Anh Vũ mà anh vừa nêu lên. Nó nói cho chúng ta biết tất cả cái sự thật về cái sự giải phóng, những cái sự giả dối mà chế độ này đã dạy cho biết bao nhiêu cái thế hệ. Giải phóng gì mà chỉ thấy người miền Bắc di dân vào miền Nam để mà lập nghiệp, chứ không thấy người miền Nam đi ra ngoài miền Bắc để mà lập nghiệp. Giải phóng như thế nào mà hàng triệu đồng bào phải bỏ nước ra đi? Thì cái chuyện đó chúng ta không thể nào hiểu được. Nhưng mà có một điều Sean rất là không đồng ý với anh. Khi mà anh nói là anh phải tìm về đến Việt Nam mà để mà đi thăm lăng Bác Hồ. Xin lỗi anh, là lăng Bác Hồ là rất là nhiều, ở rất là công viên nào nước Mỹ cũng có anh à. Anh không cần phải về Việt Nam mới đi thăm lăng Bác Hồ được đâu. Vâng. Kính thưa quý vị. Mình hiểu cái ý nghĩa của Son Lê. Thì có lẽ là Son Lê hiểu lầm mình. Tức là trong cái chuyến mình đón vợ con mình đó, là tụi mình đi từ ngoài Bắc, đi từ Vịnh Hạ Long, đi tất cả các thứ, đi vào Hà Nội, rồi đi lên Chùa Hương, rồi đi vào Sài Gòn. Thì đi ngang qua, chứ mình chẳng hơi đâu bỏ tiền đi thăm lăng Bác làm cái gì hết. Đã, nhưng mà đi ngang qua thì chỉ cho bà vợ. Xin vâng. Đính chính lại. Cái đó cũng là một cái... không sao, đi du lịch tham quan thì cũng không sao anh à. Rồi, một bạn này nữa có cái lời bình luận là: cười chú Lê anh Tuấn, thời buổi bây giờ bạc mấy đầu, sắp về thế giới bên kia mà con người vẫn còn đầy thù hận. Có nói sai sự thật hoặc không biết gì, sống vậy tăng sông đứt dây đàn, lúc nào không biết ông à. Là sao Son không hiểu? Ồ, cảm ơn bạn. Bạn đã lo cho tôi là sợ tôi bị áp huyết cao, tension. Thì thú thật với bạn là tôi không có thù hận. Tôi không có thù hận. Chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi. Đã. Cùng là người Việt Nam với nhau, không có cái lý do gì để mà Cộng sản đã sai khi mà họ khuyến khích người miền Bắc đi vào để giết người miền Nam. Họ sai chỗ đó. Không lẽ bây giờ quân đội Việt Nam Cộng Hòa, những người cựu chiến binh như chúng tôi lại đi lại cái vết xe dơ bẩn của lịch sử đó để mà lại khuyến khích là mọi người quay về giết các bạn? No, chúng tôi không làm chuyện đó nhé. Chúng tôi không có. Thật ra rằng là nếu mà bạn nói rằng là cái, chúng tôi đã hận thù chúng tôi thế này thế nọ đó, thì cái câu đó là xin sửa lại một chút cho nó đúng nghĩa. Chúng tôi không chấp nhận chế độ Cộng sản, nhưng mà chúng tôi yêu quê hương và đất nước Việt Nam. Và xin quý vị đừng bao giờ đánh đồng cái đó. Đừng bao giờ mà nhập nhằng mà đánh đồng, nói rằng là chủ nghĩa Cộng sản lại đã
Bởi vì trong nước quý vị đã nói rồi, khẩu hiệu quý vị treo đầy đường đấy, yêu nước là yêu chủ nghĩa cộng sản. Cái khẩu hiệu đó sao mà nó sặc mùi, tôi không biết cái mùi gì nhưng mà nó sặc mùi, khó lắm, khó ngửi lắm. Quý vị không tin, quý vị cứ hỏi tất cả những người Việt Nam trong nước đi, hỏi riêng họ thôi, mà tao không phải là công an đấy, hay là trong gia đình thôi, mà chính những người công an trong gia đình, chính những người bộ đội trong gia đình, sau lưng họ không có đảng, không có gì hết, họ cũng còn không gửi được nữa, huống chi chúng tôi. Ra là cái khổ cái chỗ là bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta đó, mỗi người là phải có hai bộ mặt, hai con người để mà tồn tại. Một con người ra ngoài thôi, mũ ni che tai, đảng muốn nói gì kệ đảng, ai muốn nói gì kệ, miễn là tôi có công ăn việc làm, tôi còn phải lo lắng cho con tôi phải lo lắng thế này đó. Đấy là con người mà ngoài xã hội. Một con người là về nhà thì thôi, yên tâm, họ chửi không còn một cái chữ gì hết nhé, họ phải đấy. Thì tôi không hiểu là vì tôi ở bên Việt Nam mười mấy năm, có thể là tôi bị lây nhiễm cái văn hóa bên đó rồi đấy. Nhưng mà ở Sài Gòn, chứ còn tôi không nói ngoài Bắc, Sài Gòn miền Nam rất là nhiều người đặt tên cái nhà vệ sinh gọi là Lăng Bác, rất là nhiều người. Son nghĩ chắc phải đổi tên đi, Bà mai này chắc phải đổi tên. ra. Nhưng mà Son rất là thích cái lối nói chuyện của anh, rất là nhẹ nhàng. Anh lên án, anh chỉ trích nhưng mà rất là nhẹ nhàng, rất là dễ tiếp thu, rất là dễ thu nhận. Chúng ta chống cộng không có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng phải chửi rủa cộng sản. Không phải cái cách đó là cách duy nhất là chống cộng hoặc là lên án. Đôi khi chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng nhưng mà nó vẫn rất là hữu hiệu, rất là hiệu quả, đúng không nào? Rồi, bạn Tố Vâng, Trần. đúng rồi. Dạ, bạn Tố Trần có nói là vì sao anh ngồi tù thì phải nên nhìn lại chính mình. Anh hãy nhìn lại chính mình xem anh đã làm gì sai. Tôi nhìn lại chính mình đã. Vâng, cảm ơn bạn, cảm ơn cái lời khuyên rất là chí lý của bạn. Trong thời gian tù tội đó thì học tập, các bạn gọi là học tập cải tạo, nhưng mà chúng tôi gọi là đi tù đấy, thì tôi đã suy nghĩ nhiều về mình rồi. Tôi suy nghĩ là tôi nói sao mình dại thế nhỉ, tự nhiên đút đầu nghe nó nói 10 ngày thò đầu vô, không còn cái ngu nào bằng hết, dại quá. Đấy, đấy là một cái suy nghĩ. Mà chính vì cái suy nghĩ đó đó, cho nên là tôi đã có một cái ý định bằng mọi giá là mình phải tự thay đổi. Mình không thể chấp nhận là người tù được. Mình cứ ngồi trong đó đó thì là nó còn nhốt mình thôi. Đến bao giờ mà học tập tốt thì chẳng biết nữa. Đó, thật ra rằng là tôi đã nhìn lại bản thân tôi nhiều lắm rồi. Một trong cái lầm lẫn lớn nhất của chúng tôi đó là nghe lời dụ dỗ đường ngọt của quý vị, nghe cái bẫy của quý vị, phải nói là nó là cái bẫy. Ngày đầu tiên đó là quý vị nói là hạ sĩ quan binh sĩ đi học 3 ngày, quý vị cho về đủ 3 ngày đi học ở phường, chẳng biết nói cái năng cái gì hết, nhưng mà xong về nhà chúng tôi thấy rõ ràng. Thế rồi quý vị lại ra ủy ban quân quản, thì lại ra cái thông cáo là sĩ quan cấp úy đi học 10 ngày, họ không dùng chữ là đi học mà gọi là mang lương thực 10 ngày. Sĩ quan cấp là, thế thì mình dùng cái suy luận của những người tự do chứ không phải dùng suy luận người cộng sản. Suy luận người tự do thì mình nói có lý quá đi chứ, cái anh hạ sĩ quan thì đi 3 ngày, cấp úy thì 1 tuần, mang thức ăn đi 1 tuần tức là học 1 tuần, cấp tá mang thức ăn đi 1 tháng tức là học 1 tháng. Xin lỗi, cho phép tôi dùng một cái chữ không được thanh thao, nó khốn nạn ở chỗ đó đó, nó lừa người ta ở chỗ đó đó. Nếu mà một cái chế độ mà thật sự là chân lý, không bao giờ phải lừa như vậy hết, không bao giờ. Trong kỳ phỏng vấn trước đây đó là anh Son Lê có kể về lịch sử Hoa Kỳ trong thời đại nội chiến, ông tướng Lee với ông tướng Grant, bên thua trận đó không những là được trả về còn được cấp ngựa,
còn được cung cấp súng đạn để về quê. Và bên thua cuộc đó, đi vào đến nơi thì tướng cũng như hoàng quân của bên thắng cuộc, người Mỹ đó, là phải đứng nghiêm dàn chào, giơ tay chào đàng hoàng. Và ngày hôm nay nếu mà quý vị đến nghĩa trang quốc gia Arlington ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nó có khu mộ của những chiến binh miền Bắc về miền Nam nằm chung với nhau. Đấy là hòa giải, đấy là cái tinh thần. Mà nếu mà cái đất nước mà quý vị thực thi cái điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng là giờ này chúng ta đã tốt đẹp rồi. Nhưng mà khổ nỗi rằng là cái chế độ của cộng sản của quý vị không thích hòa giải, quý vị thích nói cái chữ đó thôi. Nhưng mà trong thâm tâm quý vị nghĩ là hòa tan chứ không có hòa giải. Chúng mày phải hòa tan, chúng mày phải biến khỏi cái địa đàng này, không làm gì có chữ hòa giải hết. Đấy, thành ra cái đất nước của chúng ta cho đến nay 47 năm rồi vẫn không đi đến đâu. 47 năm sau chiến tranh đất nước vẫn chưa rẽ, vẫn chưa rẽ. Vâng. Cho nên mới nói khi mà nói đến cái sự nhân đạo thì chắc không có cái chế độ nào mà nhân đạo bằng chế độ cộng sản đâu thưa anh. Một bạn tên là Nguyễn Thượng Hiền nói là những tội đồ của nhân dân và Tổ quốc Việt Nam tha hương cầu thực. Con người này đã mất đi nguồn gốc, tâm hồn họ đã trở thành người vô cảm. Nói như thế nào về điều này? Bạn Nguyễn Thượng Hiền hơi nặng lời đấy. Tên của bạn là tên đẹp đấy chứ, mà sao lại dùng những chữ mà nặng nề đến thế là cùng. Tha hương cầu thực. Dạ thưa, chúng tôi không có tha hương cầu thực. Tha hương cầu thực tức là qua đến nơi ăn mày ăn giết để mà sống. Dạ chúng tôi không có. Chúng tôi qua đây chúng tôi đi làm, chúng tôi kiếm tiền. Chúng tôi qua đây đó là cái thế hệ chúng tôi rất là vinh dự có một Lương Xuân Việt không tha phương cầu thực bao giờ hết, mà là một vị tướng chỉ huy một đơn vị lớn của quân đội Hoa Kỳ tại bên Nhật Bản. Chúng tôi qua đây không bao giờ mà tha phương cầu thực hết, là vì đất nước này đã trả lại, người Việt Nam của chúng tôi đã trả lại cho quê hương Hoa Kỳ, quê hương thứ hai, một khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, thậm chí là một nhà bình luận George Will nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Ông ta viết một lời mà chưa bao giờ ông ta viết hết. Nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh nói trong bài diễn văn nhận cái huy chương cao quý nhất tại Quốc hội Hoa Kỳ. Chị nói rằng là chị mang ơn nước Mỹ. Và nhà bình luận gia George Will trả lời lại: không, chị Dương Nguyệt Ánh, chị đã trả nợ nước Mỹ đầy đủ, mà chị trả lại còn thêm cả tiền lời nữa. Chị không có cái gì mà phải đấy, chúng tôi mang ơn chị. Dạ, nếu mà các bạn nhìn những người như vậy thì các bạn làm sao? Các bạn nhìn vào Son Lê ngày hôm nay xem anh chàng này có tha phương cầu thực không nhỉ? Có lẽ là các bạn hơi xúc phạm nhau khi mà chúng ta dùng cái chữ đó. Dĩ nhiên rằng mỗi người chúng ta đều có quyền thích hay không thích, không sao hết. Thế nhưng mà tại sao ngôn ngữ chúng ta dùng mà chúng ta không biết dùng một cái ngôn ngữ cho nó đàng hoàng, cho nó lịch thiệp? Nếu mà chúng tôi tha phương cầu thực ở đây thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã không gọi chúng tôi là khúc ruột ngàn dặm để mà yêu cầu chúng tôi gửi tiền về giúp rồi. Và thưa với quý anh quý chị, cái đám tha phương cầu thực này nó nuôi cái chế độ cộng sản bằng tiền nó tiếp tế cho gia đình ở Việt Nam một năm đến cả mấy tỷ, mười mấy tỷ đô la. Thành ra bạn coi lại nhé. Cảm ơn Nguyễn Thượng Hiền rất là nhiều. Vâng, chúng ta không có quyền tha hương cầu thực, nhưng mà những người lãnh đạo của Việt Nam thì sẵn sàng có quyền đó bất cứ lúc nào. Họ sẵn sàng là đi khắp nơi trên thế giới, những nước thậm chí là đến Mỹ để mà xin xỏ tài trợ cũng như là xin vaccine. Nhưng mà ngược lại thì họ lại tuyên truyền cho những người trong nước như là chị Nguyễn Thượng Hiền này. Lúc nào cũng sỉ nhục, luôn luôn giữ cái thái độ là sỉ nhục và bôi nhọ đồng bào hải ngoại. Cũng giống như là những cái đất nước mà giúp hỗ trợ cho Việt Nam rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta move on. Một người này tên là Trần Xuân Vinh. Nói là một lần vào tù với Việt Nam Cộng Hòa thì sẽ về với ông bà luôn. Không may mắn đến lần thứ ba đâu.
Có nghĩa là chỉ trích là khi mà Việt Cộng mà bị Việt Nam Cộng Hòa bắt giữ á, thì không có may mắn như là anh Nguyễn Tường Tuấn đâu. Anh nghĩ như thế nào? Xin phép bạn này là cho tôi bạn Trần Xuân Vinh phải không? Vâng, thì tôi xin thưa là như thế này. Nếu mà bạn chưa có dịp thì mời bạn lên Google. Bạn đánh hàng chữ là mùa hè đỏ lửa và tác giả là Phan Nhật Nam, một cựu sĩ quan đại úy nhảy dù của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và nếu mà tôi không lầm đó thì anh Phan Nhật Nam đó là thân phụ của anh Phan Nhật Nam đó là một cán bộ cộng sản. Nhưng mà ông cụ khi mà anh đi tù ở Long Giao đó thì tôi có ở tù, nhưng mà tôi ở cái trại khác chứ không ở cùng trại với lại anh Phan Nhật Nam. Nhưng mà tôi được biết là cái trại bên kia là có Phan Nhật Nam. Thế thì anh viết về cái mùa hè đỏ lửa, anh viết về cái cuộc trao đổi tù binh ở Lộc Ninh đó ra làm sao? Và các bạn sẽ thấy, các bạn lên Google, các bạn tìm cái phim chứ không phải là lời viết nữa. Lời viết các bạn có thể không tin, nhưng mà nhìn vào cái phim thì các bạn sẽ thấy những người tù nhân cộng sản bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa giam giữ, khi được trao trả tại Lộc Ninh, anh nào đó béo tròn, no, quần áo đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Và cái người lính Việt Nam Cộng Hòa mà được trao trả đó thì thảm thương, chỉ còn da bọc xương thôi. Hai chế độ nó như vậy, qua hình ảnh thôi, quốc tế còn chứ không phải là. Thế rồi bây giờ nếu quý vị bảo rằng là tù Việt Nam Cộng Hòa đó thì không bao giờ về đâu, đi gặp ông bà ông vải. Cho phép tôi nhắc lại cho bạn Trần Xuân Vinh, có lẽ bạn chưa ở tù. Bởi vì nếu bạn ở tù thì bạn sẽ nghe tên Lê Văn Nuôi, bạn sẽ biết Huỳnh Tấn Bẫm là những người mà chống chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị bắt bỏ tù. Và bây giờ họ về đến nơi, ông Huỳnh Tấn Bẫm thì làm bác sĩ, vẫn còn ở Sài Gòn. Ủa, sao chưa thấy những người đó chết đi cho nó được việc? Thật ra là khi mà con người chúng ta mà như là cái con ngựa mà bịt mắt như thế này, không chắc được. Bạn chỉ thấy một hướng. Một hướng đó là đảng và chính phủ nói gì thì bạn cứ cắm đầu cắm cổ nghe. Tôi tha thiết mong mỏi bạn, Thượng Đế cho mỗi người chúng ta có một khối óc thôi, đừng có phí, hãy để cho nó làm việc. Bởi vì cái khối óc của bạn nó sẽ hướng dẫn bạn đến những cái nơi chốn tốt đẹp, nó không đưa bạn vào cái con đường u mê. Chính vì cái khối óc đó cho nên hàng triệu triệu người Việt Nam chúng tôi đã chấp nhận ra biển cả, đi vào cõi chết để tìm cái sống. Thế nhưng mà ngày hôm nay cho biết chúng tôi qua nước Mỹ này chưa có ai phải đi tha phương cầu thực hết, không có. Thật ra rằng là khi mà các bạn bị tuyên truyền đó, các bạn cứ nghĩ là bên này là đúng, rồi các bạn ngồi lên trên, các bạn chỉ biết nói như vậy thôi. Đẹp quá, hãy để khối óc bạn làm việc. Chúc bạn may mắn. Rất là tuyệt vời, một câu trả lời rất là tuyệt vời, cảm ơn anh. Rồi một bạn kế tiếp tên là TW, nó là quốc gia nào cũng có một bộ phận không đáng kể, nhũng nhiễu là chuyện thường. Nhũng nhiễu là chuyện thường, có sao nghĩ là bạn này ám chỉ là nhũng nhiễu là tham nhũng đó, tham nhũng là chuyện thường. Quốc gia nào mà không có một cái bộ phận đáng kể? Trước khi mà anh trả lời cho Sean nói ra cái quan điểm của mình, đồng ý là quốc gia nào cũng có một bộ phận tham nhũng, nhưng mà không có quốc gia nào như là nước Việt Nam là cái bộ phận nào nó cũng tham nhũng. Vừa mới bước chân đến phi trường Việt Nam là chúng ta đã ngửi thấy cái mùi tanh hôi của cái sự tham nhũng hối lộ đồi bại, mà nó diễn ra từ mọi khía cạnh của xã hội Việt Nam, chứ không phải là một bộ phận. Ở bên Hoa Kỳ, sao nói ví dụ, rất là hiếm khi mà chúng ta tìm thấy một vị quan chức nào tham nhũng, tại vì sẽ bị bỏ tù ngay. Và có những cái bộ phận giám sát lẫn nhau rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà bên Việt Nam thì ai giám sát đảng Cộng sản đây, thưa bạn?
ai giám sát họ, quan tòa nào, luật sư nào, chánh án nào, quân đội nào, công an nào dám giám sát Đảng Cộng sản Việt Nam? Đó là cái lời bình luận của Sean. À, đúng rồi. À, thành thật mà nói là như thế này. Cái nét đẹp của tự do đó, của chế độ dân chủ, chế độ tự do dân chủ đó, là họ có đảng đối lập. À, tôi rất thích là nước Mỹ khi mà có hai đảng, đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ, và còn có những cái đảng độc lập còn có nhiều lắm, nhưng mà hai đảng lớn là như vậy, họ kiểm soát lẫn nhau. Anh này mà làm sai một cái là anh kia là la ầm trời ầm đất lên hết. Thế nhưng mà cái Việt Nam của bạn á, thì các bạn đừng có tự hào là vì đất nước của các bạn hiện giờ đó, tôi nói hiện giờ chỉ có một đảng thôi. Mà cái đảng đó là cái đảng nó cai trị và nó cấm tất cả mọi người không được nói bất cứ một cái gì mà khác ý đảng. Thì cái đó là một chế độ bệnh hoạn. Mà tôi khẳng định lại, đất nước Việt Nam vẫn còn đó, dân tộc Việt Nam vẫn còn đó, yêu thương vẫn còn đó. Nhưng mà cái Đảng Cộng sản của bạn sẽ không buôn năm. Sẽ có một ngày, một ngày nó sẽ tự động nó biến. Bạn có bao giờ bạn nghĩ là Cộng hòa Liên bang Xô Viết và nó không còn nữa trên trần gian này không? Anh cả của cái chủ nghĩa cộng sản đấy. Thật ra khoan, đừng có vội mà nghĩa là tự hào quá nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Còn khi mà nói rằng là cái chuyện mà tham nhũng đó, thì bây giờ bạn cứ đọc báo đi. Tôi nói cái hiện tượng mà gần nhất là vì lúc này tôi không ở Việt Nam nữa, cho nên là tôi chỉ có thể theo dõi theo trên báo chí thôi. Báo chí Việt Nam đấy, đọc ở trên Internet đấy. Thì bạn thấy rằng là cái vụ mà vừa rồi đây, cái căn bệnh gọi là COVID-19, rồi thuốc thử, những cái dụng cụ để mà thử COVID ấy. Thì các bạn xem là bao nhiêu ông cán bộ cao cấp ở Việt Nam kéo nhau đi tù. Hiện ra đấy, ở Việt Nam đang sôi động về cái chuyện đó đó. Thì tôi không hiểu rằng là bạn dùng cái chữ nó là bộ phận không đáng kể. Thì tôi không biết thế nào là bộ phận không đáng kể. Và còn cái chữ mà gọi là nhũng nhiễu đó, thì tôi cũng nói bạn đang bị đầu độc. Bạn dùng chữ sai hết. Anh Son Lê dùng mới đúng. Son Lê gọi là tham nhũng. Thế nhưng mà cái ban tuyên huấn của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ khôn lắm bạn ạ. Chẳng có dạy gì mà dùng cái chữ tham nhũng hết. Đổi đi cho nó nhẹ. Rồi từ đó người dân Việt Nam bắt đầu quen. Từ đó bạn bắt đầu quen. Bạn gọi là ở chế độ này nhũng nhiễu. Nhũng nhiễu là gì? Nhũng nhiễu là cái chuyện bình thường. Tiếng Anh nó gọi là harass hay là harassment. Nó khác với lại tham nhũng là corruption. Hai cái nó khác nhau. Nhũng nhiễu là quấy rầy, làm cho cái người kia cảm thấy khó chịu, cảm thấy thế này nọ. Còn tham nhũng là gì? Tham nhũng là rõ ràng. Okay. Anh không đưa tiền cho tôi là anh chết. Thế nhưng mà đố các bạn mà tìm ra cái chữ đó mà người Việt Nam trong nước dám dùng. Bạn dùng cái chữ này tức là bạn đã bị đầu độc lâu rồi đấy. Cho nên là bạn dùng để cho nó nhẹ nhàng đi. Và Son Lê, anh không ngờ là em ở đây rồi mà em qua Mỹ chắc cũng còn nhỏ lắm mà em còn biết được cái chuyện đó. Giỏi, rất là giỏi. Son cũng học được từ những người anh như là anh Nguyễn Tường Tuấn thôi. Anh phân tích rất là hay. Chế độ này có rất là bao nhiêu thứ tàn bạo, bất công và đồi bại, nhưng mà họ rất là thành công trong cái việc mà nhồi sọ những người như là cái bạn TW này, đến nỗi mà họ không hiểu được cái khái niệm tham nhũng trong một cái xã hội Việt Nam nó bất bình thường đến cỡ nào. Mà họ lúc nào họ cũng nghĩ là hễ mà Việt Nam xảy ra cái chuyện xấu gì thì nó bình thường, cái chuyện đó nước ngoài ở đâu mà không có, tham nhũng ở đâu mà không có. Rồi khi mà phụ nữ và trẻ em bị hà hiếp, cái chuyện này ở đâu mà không có.
Cho nên là họ coi nó là bình thường. Và cứ như vậy thì ai mà lên án mà nói xấu họ thì họ cho là những người này là nói xấu đến tổ quốc, là những cái thành phần phản động. Đó. Nhưng mà họ không hiểu là rất là ít quốc gia nào trên thế giới mà ăn trên xương máu đồng bào của quốc gia mình. Ngay cả cái que test kit để mà thử COVID, những cái việc mà liên quan đến sức khỏe của người dân đồng bào mà họ vẫn mặc xác mà hút máu người dân như vậy. Thì cái chuyện này tuyệt đối không bao giờ là cái chuyện bình thường ở bên ngoài thế giới đâu thưa bạn. Ok, chúng ta move on to một người tên là Hồng Vân. Nên nhớ là tiếng Việt xuất phát từ miền Bắc. Và khẳng định luôn, mãi mãi không có miền Bắc là không có Việt Nam nhé. Ngày hôm nay còn kẻ nào mà nói tiếng Việt Nam mà chê bai tổ tiên, phá hoại mù quáng, sẽ hậu quả nghiêm minh. Không cho kẻ phá hoại đất nước sẽ diệt chủng. Sẽ diệt chúng trong trứng nước. Cái bạn Hồng Vân này là nói chuyện là sặc mùi ngoài miền Bắc. Anh nghĩ như thế nào về cái lời bình luận này? Khi mà mình đọc cái lời bình luận của chị Hồng Vân đấy, thì mình nghĩ ngay trong đầu, cái bà này chắc là công an quá. Giọng điệu rất là công an. Cháu ngoan Bác Hồ. Đó, cháu ngoan Bác Hồ. Thế thì bây giờ mình xin phép chị Hồng Vân, chị đã sai ngay từ khởi đầu rồi. Chị nói là nên nhớ tiếng Việt xuất phát từ miền Bắc. Lịch sử đâu chứng minh cho chị cái điều đó? Lịch sử đâu? Hãy chứng minh đi. Chứ còn bây giờ muốn nói thì thế nào cũng nói được hết. Bây giờ chị có thể ngồi Việt Nam chị bảo ôi giời ơi cái tiếng Anh đó là ngày xưa là Bác Hồ đã nói lầu đấy. Nhưng mà không chứng minh được. Thật ra khi mà chị viết như vậy đó là vô tình đó, là đã trở thành phản tác dụng. Hiện giờ ngay bây giờ đó là trong nước tôi ở, tôi biết tôi ở 13 năm, thành ra đừng có nói tôi là thằng này không biết cái gì hết, chém gió nói xạo đó thì đừng có, tôi biết. Hiện giờ đó trong nước đó là người miền Nam và người miền Bắc chúng ta đó bằng mặt nhưng không bằng lòng. Không đâu. Hận nhau lắm. Có những bác tài xế mà lái xe đưa chúng tôi đi làm việc đó, mỗi năm mà đến Tết đó, đấy là chuyện có thật, tôi không có bịa, tôi danh dự tôi không bịa. Chắc chắn sẽ có những người học trò tôi bên Việt Nam nghe chương trình này. Thì đến mùa Tết đó là công ty đối xử với công nhân rất là tốt. Các công ty làm giày cho Nike, cho Adidas đó, là họ thuê hàng trăm xe đỏ, có chỗ ngồi đàng hoàng tử tế, không có chen chúc, không có leo gì hết, để đưa công nhân về quê ăn Tết. Rồi đến cái ngày mà hết ăn Tết, tôi đang nói Tết Việt Nam, đến cái ngày mà hết Tết rồi đó thì cũng lại những cái xe đó đưa họ quay trở về, và người công nhân chỉ trả một nửa giá thôi. Tôi không biết một nửa giá là bao nhiêu, nhưng mà thí dụ như là giá xe đò đi về miền Bắc tôi không biết nhé, chỉ có đưa một thí dụ thôi, thí dụ là 200.000 đấy thì công nhân chỉ việc trả 100.000 thôi, và chỗ ngồi thoải mái, không làm gì có vấn đề chen chúc, không làm gì có hết. Thế thì hôm đó là một anh tài xế đưa tôi đi làm việc, và trên đường về thì tôi thấy hàng dãy xe, cả trăm xe xếp hàng ở ngoài cái bãi đậu xe đó, lớn lắm. Tôi hỏi hôm nay là bắt đầu là công nhân về hả? Thế em bảo dạ vâng. Thế tôi hỏi thế đoàn xe này đi đâu vậy em? Thì đa số những cái xe đó là đi về miền Bắc. Chứ còn người miền Nam họ không cần. Thế thì anh tài xế đó là anh trước đây đó là anh là bộ đội, anh là người Nam, anh là người Nam. Đó. Nhưng mà khi mà 75 vào thì anh còn trẻ, anh phải đi bộ đội. Thế thì anh Nam nói tiếp với tôi câu này. Xin lỗi quý vị. Anh ta nói rằng em ước gì mà nó về đến nơi rồi một cái là cái đèo Hải Vân nó bịt lại, đánh sập cái đèo đi. Đừng có thằng nào vô đây nữa là tốt. Đấy là câu chuyện có thật đấy ạ.
Có Nghe rất là khi chua chát phải không anh? đau, đau lắm, đau lắm. Thế thì Vì như vậy sao cho vậy chúng anh? ta thấy rằng người hả? Vì sao vậy? Vì sao lại có những cái sự gọi là bằng mặt mà không bằng lòng như thế này? Anh có thể phân tích một chút xíu về cái vấn đề này không? Đó là đúng, đúng, cảm ơn Son Lê. Câu này rất là hay đấy Son Lê, cảm ơn Son Lê. Hai cái nền văn hóa nó khác nhau, hai nền văn hóa, hai cái lối cư xử nó khác nhau. Đó. Chẳng hạn như bây giờ tôi chỉ đơn cử một cái thí dụ thôi. Ở ngoài miền Bắc đó, họ có một cái tỉnh mà tôi xin phép không nói tên. Thế nhưng mà cái tỉnh đó đó là đàn ông mà đi vào trong Nam mà xin việc không bao giờ các công ty trong Nam dám nhận. Không bao giờ. Khi mà anh vô anh nói là tôi xuất phát từ cái tỉnh này đó, là coi như thôi thì Vì tôi nói sao vậy thẳng anh? ra đi để cho có nhiều người tỉnh Thanh Hóa. Thế thì cái văn hóa đó không phải là những người dân tỉnh Thanh Hóa là xấu đâu, họ tốt lắm. Rất là nhiều phụ nữ đi làm việc ở đó đều rất là tốt. Phụ nữ thì nhận, phụ nữ từ Thanh Hóa vào thì nhận. Nhưng mà thanh niên không nhận. Và cái lý do họ không nhận là rất là dễ hiểu. Người Thanh Hóa họ có một cái mà gọi là đoàn kết thì không biết là có đúng hay không. Thế nhưng mà nếu mà trong xưởng đó mà chỉ cần nghĩa là công ty có một anh người Thanh Hóa nào mà làm sai một cái chuyện gì mà đuổi anh đó là rắc rối ngay đấy. Là tất cả những người Thanh Hóa trong đó họ họ sẽ làm rầm lên, đập phá công ty rồi đình công rồi thế này thế nọ. Và rất là khó để mà giao tiếp với họ, giao thiệp với họ. Hay là tiếng Anh mình gọi là get along. Khó lắm. Họ chơi một nhóm với nhau. Và ngôn ngữ thì mở ra là bao giờ cũng có chữ đỗ 10 hết. Các bạn hiểu tôi nói chữ đỗ 10 là gì rồi. Đấy. Thật ra hai cái nền văn hóa đó nó khác nhau. Đấy. Không thể nào mà Dạ. chấp nhận được. Đấy. Có một cái điểm Rồi. đáng chú ý nữa, xin lỗi xin ngắt lời anh một xíu. Có một cái điểm đáng chú ý nữa là nghe nói là ở ngoài miền Bắc có cái văn hóa là hay chửi tục hoặc là đi ăn chửi đó. Đi đến nhà hàng hoặc là quán xá nào ăn là phải bị nghe chửi. Có nghĩa là ăn chửi. Chắc có lẽ đó là một cái lý do là Sean chưa bao giờ mà ra miền Bắc, mà Sean không bao giờ mà có cái quan tâm hoặc là muốn đi ra ngoài Bắc để làm gì. Đi ăn mà còn bị chửi nữa thì làm sao không hiểu nổi. Anh có thể tiếp tục. À, vâng, cái đó mình có nghe và có nhiều người giới thiệu với mình và bảo rằng là anh Tuấn nên đi ăn thử một lần ở đây xem. Thế mình mới bảo họ là em ơi em nhìn mặt anh xem có cái nhìn trên trán anh xem trán anh có chữ ngờ u ngu không, có thằng nào nó xâm lên đầu anh cái chữ ngờ u ngu ở đây không? Tại sao mà anh lại phải trả tiền đến nơi để mà nghe nó chửi anh, chửi Anh rất cha là mắng khôi mẹ hài. anh? Chuyện đó có. Dạ. Nó Mình gọi vừa là trả tiền mà vừa bị ăn chửi nữa. Trên đời này có... mình không dám nói thế người ta còn ngu nhưng mà mà tại sao lại có những người mà biết bị chửi vẫn rút cái đầu vô như vậy? hồi Không mà hiểu mình đi nổi. dạy học cho một công ty làm giày ở ngoài Bắc đó. Dạ. Làm giày cho hãng một cái hãng ở ngoài Bắc đó, Skechers. Thế thì mình buổi tối mình đi ăn, đi bộ, đi ăn một mình. Trên đường về mình mới lạc đường, mình mới hỏi thấy có mấy ông ngồi ngoài quán uống cà phê. Mà ngoài ngoài Bắc đó, họ uống cà phê là họ ngồi những cái ghế đầu, ghế nhỏ 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 kê trên lề đường đấy, chứ chẳng có quán xá gì hết. Thế thì mình mới lại mình lịch sự, mình chào, dạ chào anh. Anh vui lòng cho hỏi thăm từ đây về khách sạn thì đi đường nào cho nó gần. Mình hỏi rất là lịch sự. Thế là anh ta xin lỗi quý vị khán giả, anh ta trả lời Delta. Anh Anh nói lại không sao chưa nghe được. ta trả lời là đéo biết. À. Thôi thì mình nghe đến đó là mình biết rồi. Đó. Cảm ơn anh. Đi thôi chứ còn nói gì nữa.
Thành ra là cái văn hóa ở đó nó kỳ cục lắm. Nó có những cái người cộng sản đó, họ đã làm cho cái miền Bắc hư. Đấy. Họ làm cho cái miền Bắc hư là vì cái lý do đó. Họ đưa là những cái người mà trình độ rất là thấp, chỉ cần một điều thôi là chung với đảng, chỉ cần một cái yếu tố đó thôi là đưa lên làm quan chức, làm thế này thế nọ. Thì với một cái đám quan chức mà chung với đảng đó thì đất nước này còn trông chờ gì nữa, chẳng có cái gì để mà trông chờ được hết. Chỉ cần trung thành với đảng thì anh có thể Thế nói thôi, đờ mờ suốt ngày cũng được. Cho dù anh có không là sao thủ hết. tướng, anh có là bộ trưởng bộ công an, anh có là chủ tịch nước, anh vác cái mặt sang nước ngoài để mà đi ngoại giao, anh vẫn có thể nói cái chữ đờ mờ như thường. Và anh vẫn có thể gọi những người quan chức của nước bạn, nước chủ nhà là thằng này, thằng nọ, con này, con kia. Không vấn đề gì cả. Đúng. Miễn sao là anh trung thành với đảng. Anh có ăn hối lộ, anh có tham nhũng, anh có làm những cái chuyện tày trời như là bán thuốc giả, test kit giả, ăn trên xương máu của người dân, vẫn không sao. Chỉ cần anh trung thành là được. Đúng. Dạ vâng. Và cái đó là một trong cái yếu tố họ cai trị đấy. Dạ. Rồi, còn một bạn nữa là Nguyệt Vũ. Có một cái lời bình luận như thế này. Khổ cho các vị là người Mỹ mà biết nói tiếng Việt. Các vị là người Mỹ, ăn cơm Mỹ, uống nước ở Mỹ, các vị cứ tự do mắng chửi nhau đi. Nếu bị tàn tật về tâm hồn thì làm gì có tổ quốc? Sao cứ nói về Việt Nam của chúng tôi? Không chửi, có văn hóa một chút xíu. Nhưng mà thôi, xong để anh bình luận. Ok, anh Nguyễn Vũ thân mến. Thì trước tiên đó tôi nói ra về trả lời cho anh đấy. Là các vị, anh nói rằng các vị là người Mỹ biết nói tiếng Việt, ăn cơm Mỹ, uống nước Mỹ. Các vị cứ tự do mắng nhau đi. Nếu bị tàn tật về tâm hồn thì làm gì có tổ quốc. Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình tàn tật về tâm hồn hết. 47 năm nay chúng tôi vẫn một lòng hướng về Việt Nam. Một lòng chúng tôi hướng về ngọn cờ vàng ba sọc. Một lòng mà chúng tôi sẵn sàng là giúp đỡ những người trong nước. Chúng ta không thấy tàn tật. Thưa quý vị, đó là bản thân tôi, đó là trước khi mà tôi làm cho Nike đó, là tôi đã ở trong một cái tổ chức thiện nguyện Forgotten People Foundation của ông giáo sư Jerry Braza. Và chúng tôi đã đi Việt Nam và giúp cho một cái làng cùi ở bên Việt Nam. Thành ra chúng tôi không có mà gọi rằng là bị gọi là tàn tật về tâm hồn. Cảm ơn quý vị là bạn là đã định bệnh cho chúng tôi mà định bệnh sai. Rất là may nhé. Rồi làm gì có tổ quốc? Tổ quốc là của ai nhỉ? Bạn định nghĩa cho tôi đi. Nếu mà bạn định nghĩa cho tôi là tổ quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, bạn sai chết người. Bạn là ếch ngồi đáy giếng, bạn không biết gì hết. Tổ quốc là của tất cả những người con dân Việt Nam ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Tổ quốc là thuộc về những người ở miền Bắc, ở miền Trung, miền Nam, ở Hoa Kỳ, ở Đan Mạch, ở Pháp, tất cả những ai nói tiếng Việt Nam, những người đó đều có quyền gọi Việt Nam là tổ quốc. Tổ quốc không phải là của riêng bạn hay là của riêng cái Đảng Cộng sản của bạn. Một lần nữa là xin đừng có lầm lẫn về cái chuyện đó. Và tôi rất cảm ơn Son Lê ngày hôm nay cho tôi cái cơ hội để mà tôi nhắn nhủ cho quý vị. Và tôi muốn nhắn nhủ thẳng với lại cái ông mà gọi là trưởng ban tư tưởng văn hóa hay gì đó, trưởng ban Tuyên giáo hả? văn hóa gì tuyên giáo, trưởng ban tuyên Dạ. giáo Trung ương Đảng. Các ông làm ơn thương cái dân Việt đi, đừng có nhồi nhét vào những cái thứ mà khó nuốt. Không những khó nuốt mà còn khó tiêu nữa. Nó khó tiêu cho nên rằng là cái người mà nó ăn vào đến nơi rồi nó cứ thế là nó nói ra thôi, chứ mà nó cũng chẳng cần biết là cái ý nghĩa đó là cái gì hết. Không cần biết Tội ý nghiệp nghĩa quá. là gì, cứ Đúng cứ không? cứ Tội nghiệp chửi quá. thôi, cứ cứ nói thôi. Thật ra các ông là tội đồ của dân tộc đó chứ không phải là chúng tôi. Các ông đã tha hóa đi một nửa đất nước để cho những người, tôi tin rằng là anh Nguyễn Vũ hay là không biết là phái nam hay phái nữ,
Nhưng mà tôi tin rằng anh ấy là người tốt. Nhưng mà một cái cây tốt mà được trồng trong một cái mảnh đất xấu thì không cách nào mà nó vươn lên được hết. Nó chưa chết là may. Mà quý vị đó đang trồng đến cái mảnh đất xấu. Cái mảnh đất đó là quý vị biến cả nước Việt Nam trở thành một cái trại súc vật. Các vị biến 90 mấy triệu dân Việt Nam trở thành công dân thực vật. Thế nào là công dân thực vật? Là cái cây. Cái cây bạn muốn trồng ở đâu thì bạn trồng. Ngày mai không thích thì đào nó lên đi trồng chỗ khác. Đấy là công dân thực vật. Nó không có quyết định cái chỗ của ở của nó không quyết định số phận của nó không quyết định tương lai của nó. Nếu mà bạn thấy nó xấu quá, nhổ nó đi, bỏ vào thùng rác cho mày chết. Nếu mà bạn thấy nó nở hoa đẹp, bạn vun trồng. Nếu mà bạn để nó ở chỗ này, cái vườn đằng sau nhà bạn không thích, bạn muốn mang ra đằng trước nhà bạn để. Thưa quý vị, đấy là công dân thực vật. Rất là Và hay. xin các bạn trong nước chớ bao giờ trở thành công dân thực vật hết. Chúng ta có khối óc, chúng ta có khối óc. Chính vì chúng ta có khối óc đó cho nên các bạn nói rằng là chúng tôi ở Mỹ là chửi bới nhé. Chúng ta không chửi, chúng tôi chỉ nói những cái ý kiến khác biệt thôi. Đúng. Anh bạn tôi thí dụ đi, anh bạn mà theo đảng Dân Chủ, chúng tôi không chửi anh ấy. Chúng tôi chỉ nói vâng, cái này là cái tôi với bạn không đồng ý với nhau. Đấy, khác biệt nhau ở chỗ đó. Còn các bạn đang sống, các bạn là công dân thực vật. Các bạn không được quyền cất tiếng nói. Các bạn chỉ được quyền thở và quyền sống. Mà cái quyền đó là đảng cho bạn sống hay đảng cho bạn thở. Đấy, thành ra các bạn mới có cái câu là đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch. Chúng tôi không làm gì có chữ đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch hết. Xin lỗi các bạn. 1.000 năm bắn tôi bẻ đầu tôi cũng không nói cái câu đó. Hồ Chủ tịch sống mãi trong quần chúng ta. Kính thưa quý vị, quý vị thấy anh Nguyễn Tường Tuấn phân tích rất là hay đúng không? Có một điều Sean không thể nào hiểu nổi là những người bên Việt Nam mà những người mà thờ phượng Đảng Cộng sản, họ luôn luôn gọi cái tổ quốc là của họ, là của Đảng Cộng sản, chứ không phải là của riêng ai hết, hoặc là toàn bộ người dân Việt Nam. Và họ luôn cho rằng người miền Nam là đi theo giặc ngoại xâm, đi theo Pháp, đi theo Mỹ, nhưng mà họ không phải là giặc, trong khi họ cũng đi theo Liên Xô, họ cũng đi theo Trung Cộng. Họ mang vũ khí của Liên Xô và Trung Cộng vào để mà bắn giết người dân miền Nam. Nhưng mà họ không nhận mình là theo giặc nước ngoài, mà họ nói là ok, anh theo Mỹ anh mới là giặc, nhưng mà bây giờ họ lại đi ngửa tay đi xin Mỹ. Thôi, bây giờ chúng ta không thể nào cãi với họ suốt được. Rồi, một người tên là Anh Nguyễn lo mà đi biểu tình đòi quyền sống cho trẻ em sau vụ xả súng ở Texas đi ông ơi. Tự do nhân quyền là đây, chứ đừng chỏ mỏm về Việt Nam. Wow, bạn dùng chữ hơi nặng nề đấy nhé. À, tên của bạn đẹp như vậy mà không ngờ là văn chương của bạn lại 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 đi ngược lại với cái tên như vậy. À, bạn dùng chữ là xin đừng chõ mõm về Việt Nam. Thế thì đây tôi kể cho bạn nghe, tôi không chõ mõm đâu. Bạn còn nhớ là cái giai đoạn mà chống Trung Cộng ở Việt Nam không? Cũng khoảng cách đây 5-10 năm gì đó thôi chứ không có nhiều. Bạn còn nhớ là cái cảnh mà gọi là công nhân đó, là người ta biểu tình ở những cái công ty rất lớn. Tôi có thể nói chẳng hạn như công ty Power, 90.000 công nhân. Rồi họ vào các công ty Đài Loan, họ đập phá tùm lum lên hết. Đến thậm chí là các công ty do người Hàn Quốc làm chủ đó, phải treo một cái bảng đằng trước, mà đấy là cái công ty tôi làm việc cho cả công ty Đài Loan lẫn công ty Hàn Quốc. Thì lúc đó là công ty Hàn Quốc nó phải treo một cái bảng là đây là công ty vốn 100% Hàn Quốc. Rồi thậm chí là ông Hàn còn treo thêm một cái bảng khẩu hiệu bên cạnh nữa gì, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Sợ chết khiếp rồi nhỉ. Thằng Đại Hàn nó dính líu gì đến Hoàng Sa Trường Sa đâu. Nhưng mà nó phải bảo vệ cái công ty nó. Tôi đã từng ở trong một công ty Đài Loan.
Mà trong cái ngày mà công dân biểu tình đó, buổi sáng hôm đó là tôi đang dạy học trong lớp học, thì ông tổng giám đốc công ty Đài Loan đó, ông vào trong, ông còn trẻ lắm. Ông vào trong lớp, ông xin phép nói chuyện riêng với tôi vài phút. Thế thì ông bảo rằng là ở Bình Dương nó đang biểu tình đấy, nó sắp sửa là nó đến công ty mình đập phá tùm lum hết, thành ra thôi bây giờ anh cho học viên nghỉ đi, cho công nhân về đi. Tôi cho công nhân về, đấy là công ty Đài Loan. Thế thì lúc đó tôi cũng nghĩ, tôi bảo nếu như mà bây giờ mình vào trong lớp mà mình nói rằng là biểu tình rồi đánh nhau này nọ các thứ thì nó phiền lắm, công nhân là mất kiểm soát. Thì tôi mới trả lời bảo rằng là ông tổng giám đốc, ông ấy vừa vào, ông bảo cho biết rằng là bây giờ là công ty quyết định là cho các em vì lý do là máy móc cho các em trục trặc, cho nên là chiều nay chúng ta không có công việc nữa, cho các em về. Và các em nhà các em vẫn trả lương như thường. Là vì mình không muốn tạo xáo trộn. Nên là mình nói rằng các em có biết không, họ biểu tình ở Pouchen 90.000 người đó. Công ty Pouchen đó là cắt cái chỗ chúng tôi ở độ khoảng 20 phút lái xe thôi. Mà nếu mà nói cho họ biết là 90.000 người biểu tình đó thì cái công ty này là nó nhảy ra đường ngay tại chỗ, chứ không có nói lôi thôi gì hết. Nó đốt công ty. Thế là mọi người ra về, không ai biết chuyện gì hết. Công nhân làm sao biết chuyện đó. Thì tôi ở trong công ty, thì đến độ khoảng 5 giờ chiều đó thì ông tổng giám đốc gọi điện thoại cho tôi và ông nói: Tuấn ơi, tôi nghĩ là tối nay nó sẽ tấn công công ty mình đó. Có lẽ là anh nên về Sài Gòn, cho anh ở đây nguy hiểm lắm. Thế tôi nói ok. Thế là xe đưa tôi về Sài Gòn. Và thưa với quý vị, trong cái giai đoạn đó đó, sau đó là còn có những cái cuộc biểu tình ở trước Vương Cung Thánh Đường, và tôi có tham dự cái cuộc biểu tình đó. Cuộc biểu tình mà nghĩa là nói là 99% nó là lãnh thổ là của Việt Nam. Tôi còn có hình đầy đủ nữa. Thành ra là với bạn nào mà dùng chữ, bạn Anh Nguyễn, bạn dùng chữ là đừng đó mà chọn, không có chọn mõm đâu nhé. Tôi có mặt ở bên đó, tôi đi tham dự biểu tình đàng hoàng tử tế. Tôi không hiểu nhưng tại mà... sao mình không bị bắt. Anh biểu tình chống chống Mỹ, chống Ngụy thì được, nhưng mà anh đừng biểu tình chống Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là chống Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như vậy là không được đâu, thưa anh. Nhắc đến cái chuyện mà chỏ mõm ở Việt Nam thì hôm nay Sean cũng xin chỏ mõm về một chút xíu nha. Chúng ta hãy cùng nhau xem một cái video ngắn thôi. Quốc hội đi họp để kêu cứu. Hà Tĩnh tuyên án tù giới chức y tế nâng khống giá thiết bị để trục lợi. Bình Dương, một số người dân mất đất chặn các xe buýt chở đại biểu Quốc hội đi họp ở Hà Nội để kêu oan. Ô tô hộ tống của cảnh sát giao thông tông thẳng vào nhóm người dân nhưng họ may mắn tránh kịp. Một nhóm dân văn khác trước đó cũng đến cả tư dinh của Thủ tướng Phạm Minh Chính hay nơi các đại biểu Quốc hội nghỉ ngơi để kêu oan, nhưng cũng không nhận được câu trả lời mà bị an ninh đưa đi lên xe buýt và thả xuống ở một nơi khác. Bà Nguyễn Thị Lan, một người dân ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, từng bị thu hồi hơn 1.000 mét vuông đất, bày tỏ sự tin tưởng vào việc được giải quyết thỏa đáng. Ngay cả trong kỳ họp Quốc hội lần này, bà nói với phóng viên đài Á Châu Tự Do: chúng ta coi một cái đoạn ngắn thôi thì chúng ta đủ thấy là cái chính quyền do dân vì dân như bà cụ nói là nó như thế nào, đúng không? Chưa có một quốc gia nào mà Sean thấy là người dân phải kéo nhau ra đường mà đi đòi lại cái sự oan ức của mình. Một cái đoàn xe chở toàn là đại biểu quốc hội, nhưng mà họ không dừng lại. Họ nhìn thấy người dân treo băng rôn như vậy, họ còn muốn chạy qua để mà cán chết những người dân như thế này. Quý vị cũng thấy một chiếc xe bus như vậy, to như vậy, họ không dừng lại, họ vẫn tiếp tục đi. Thì cái câu hỏi được đặt ra bây giờ là tại sao người dân Việt Nam càng ngày lại có nhiều người dân oan như vậy? Mà tại sao họ không đi đến tòa án, họ không nhờ luật sư, mà họ lại đi nhờ những người đại biểu trong quốc hội? Với anh có thể phân tích cái vấn đề này được không ạ?
Phải nói thẳng một câu đó là rất là tội nghiệp những người dân Việt Nam. Tôi rất thương họ, mà nhất là những người mà đi biểu tình đòi lại quyền sở hữu đất đai đó, rất là nhiều. Thế nhưng mà phải nói một câu rằng là họ đã quá tuyệt vọng rồi. Đây không phải là những lần đầu tiên mà họ ra đường đâu. Đã có rất là nhiều những người họ đã ăn dầm nằm dề ở Hà Nội để mà đến Viện Kiểm soát Nhân dân, rồi đến tất cả các thứ, chẳng ai nghe hết, chẳng ma nào nghe hết. Đấy. Thế còn mà bảo là trận đòn đại biểu quốc hội đó, thì cho phép tôi nói một câu như thế này, lại một trò chơi chữ nữa. Đại biểu quốc hội chẳng chẳng là cái quái gì hết. 99.99% là do Đảng Cộng sản đề cử, Đảng cử dân bầu. Đấy, mỗi kỳ bầu cử Đảng đưa ra là 10 thằng, chúng mày chọn đi, thằng nào cũng được hết, từ thằng số 1 đến thằng số 10, và ông nào cũng là Đảng Cộng sản hết. Cái đó là Đảng cử dân bầu. Mà tôi ở đó tôi biết mà, những cái mùa bầu cử thầu thôi nó điên cái đầu luôn, điên luôn đó. Xe phóng thanh phát loa chạy đi kêu đồng bào bầu cử. Thế nhưng mà gia đình chẳng ma nào đi hết. Và có những gia đình đó là như thế này. Một người đi họ cầm một đám phiếu này đi, họ bỏ hết cho tất cả cả chục người còn lại trong gia đình, không sao hết. Mà nếu mà không đi bỏ thì đại diện phường khóm đến hỏi, nếu mà bác già bác không đi thì để cháu bỏ cho bác được không? Thế thì làm sao mà gọi là bầu cử được? Thành ra các bạn thấy đó là mấy ông đại biểu quốc hội đó thật sự là một đám bù nhìn, một cái trò chơi gọi là để biểu diễn thôi chứ chẳng có cái gì hết. Cho một vài ông vào đến nơi có gọi là ông này là không phải là đảng, để gọi là cho ra vẻ nghĩa là có tự do, có dân chủ. Chẳng hạn nhà sử học Dương Trung Quốc chẳng hạn, cho ngồi trong đó có dám nói đâu, nói nó bẻ răng. Nói nó bẻ răng ngay tại chỗ. Thế cứ ngồi đó, ngậm miệng cho nó lành. Thành ra rằng là người dân chúng ta tội nghiệp họ tuyệt vọng. Họ tuyệt vọng đến độ mà họ đi ra đường, họ làm những chuyện đó. Nếu mà tôi có cái dịp mà tôi khuyên họ đừng có đi làm cái gì hết. Đi làm cái gì cho nó khổ. Thằng ma nó nghe. Nó nghe. Thành ra rằng là những cái phương pháp đó đó, Cộng sản họ vẫn cứ để cho chiếu chứ không phải không. Để làm gì? Để chứng tỏ rằng là đất nước tôi vẫn còn dân chủ. Bằng chứng đây, dân biểu tình đấy. Nhưng mà biểu tình không đạt đến kết quả thì cứ cho chúng mày biểu tình. Đứa nào muốn la thì la. Tôi kể là một cái câu chuyện mà khi mà tôi ở bên Việt Nam, tôi đi cái tham dự cái cuộc biểu tình chống Trung Cộng đó, cho thuê đất 99 năm đó. Đấy, cái cuộc biểu tình đó đó. Thế thì ngay trước cửa nhà thờ Đức Bà, ngay cái công viên mà có cái tượng Đức Mẹ, thì một đám độ khoảng là chưa đến 100 người biểu tình. Thế nhưng mà bên kia đó là sở bưu điện đó, thì lại có một nhóm độ khoảng 20-30 nữ sinh viên tốt nghiệp đại học đang đứng làm dáng, mặc quần áo mũ mão cân đai, quần áo là tốt nghiệp đại học đó, đứng chụp ảnh. Chẳng có nhầm gì hết. Thằng biểu tình thì cứ biểu tình, tao chụp hình, tao cứ chụp hình. Đất nước nó dửng dưng đến cái mức độ đó. Nó dửng dưng như vậy. Thành ra Cộng sản nó không sợ. Vừa rồi đây có một người viết email cho tôi bảo rằng là theo anh nghĩ thì cái cách nào mà người Việt chúng ta có thể chống Cộng rõ ràng. Thì tôi có trả lời theo cái ý kiến thiền ý thôi. Tức là cái ý kiến rất là ngu dốt của một cá nhân, của một thằng lính già. Thì tôi đề nghị là này, phải làm sao mà chúng ta mỗi một người Việt ở nước ngoài đó, chúng ta phải biết rõ một cái mục tiêu. Mục tiêu chúng ta làm cái gì? Mục tiêu chúng ta có phải là mục tiêu chống Cộng không? Hay là chúng ta chống Cộng để lấy tiếng, để chụp hình? Đấy là cái mục tiêu. Và chúng ta phải xác định cái mục tiêu đó rõ ràng. Và khi mà mọi người mà thấy rõ cái mục tiêu, tôi phải giúp đỡ Việt Nam, tôi phải giải phóng Việt Nam, tôi phải thế này thế nọ, thì chúng ta đi đến cái bước thứ hai là chúng ta phải đoàn kết.
Đoàn kết không có nghĩa rằng là phải nghe theo lời mà ông lãnh tụ nói. No, chúng ta không cần nghe thời lãnh tụ để đoàn kết trong cái phương các hành động. Mỗi một hành động, Son Lê, em có cái chương trình Son Lê TV, em sử dụng cái chương trình của em. Người kia có tài viết, sử dụng tài viết của mình. Nhưng mà mỗi một người đó là sử dụng cái khả năng chuyên môn của mình để mà tấn công cái chế độ đó. Không cần phải nghe theo lời ai hết. Nếu như mà một cái chương trình Son Lê TV mà em được cả 100.000 người, cả 1.000.000 người coi, thế là em đánh được rồi, thế là em ngon lành rồi đấy. Em đánh cộng sản là được rồi đấy. Đánh vững là khác đấy. Thế thì nếu như mà mỗi một cái thương gia Việt Nam, mình đưa một cái thí dụ, những cái nơi chốn mà quảng cáo là nhận tiền, gửi tiền về Việt Nam, họ có đường dây hết, họ buôn bán hết. Mà tôi còn biết là có những người là nhận tiền, gửi tiền về Việt Nam ở nước Mỹ này đó, là còn mua nhà bên Việt Nam nữa. Thế thì làm sao mà chống cộng được? Nếu mà chúng ta thật sự chống cộng đó thì những cái người đó sẽ nói rằng nước Mỹ này có rất là nhiều cái dịch vụ mà tôi kiếm tiền. Tôi không cần phải kiếm tiền bằng cái con đường gửi tiền về Việt Nam nữa. Chấm dứt. Tuyên bố là chấm dứt. Có thế thôi. Chúng ta còn thiếu cái đó. Chúng ta chưa đoàn kết được. Tại sao mà chúng ta chưa đoàn kết được? Đi đến cái bước thứ ba là gì? Là người Việt chúng ta cái tôi lớn quá. Cái tôi của chúng ta lớn hơn cái chúng tôi. Cho nên là chúng ta không có thích thấy một cái ý kiến nào hay hết. Hay là một cái đề nghị, hay một cái gì, hay là một cái cá nhân nào, chúng ta không thích cái vụ đó. Thành ra rằng là nó giống như thế này. Tôi kể chuyện là ngày lúc mà tôi mới đến nước Mỹ đó. Tôi đi làm nghề đánh cá ở Alaska, trên cái tàu đánh cá của Mỹ. Chứ còn mình sức đâu mà gọi là đi đánh cá. Được cái hãng Trident Seafood họ thuê. Lương lúc đó có $4 một giờ thôi. Đi làm thì mới được trả tiền, hôm nào không làm là không được trả tiền. Thế nhưng mà hãng nó bao ăn, bao ở miễn phí. Thế thì trong thời gian đó, tôi học được nhiều cái bài học hay lắm. Mà do mấy người Mỹ thổ dân Indian ở đó, họ hướng dẫn cho thì mình mới biết, chứ còn không mình cũng chẳng biết. Họ mới lấy một cái lồng lớn ra, họ bỏ một con cua vào trong đó. Rồi anh bạn đang nói với tôi, nói Tuấn mày coi cái con cua này nó làm sao. Vài phút sau con cua nó leo lên, nó thoát. Thế thì mình vẫn chưa hiểu cái ý nghĩa của cái bài học đó. Lúc đó mình chưa có kinh nghiệm, không biết. Thế thì anh bạn Mỹ anh lại lấy 2-3 con cua anh bỏ vào cùng một cái lồng đó. Anh bảo rồi bây giờ mày coi nó làm sao. Thế con cua này nó vừa leo lên thì con kia lại kéo xuống. Con này cứ vừa leo lên sắp sửa thoát thì anh kia lại kéo xuống. Đấy, cái tội nghiệp của người Việt chúng ta. Chúng ta cầm tinh con cua hơi bị nhiều. Quá hay. Nếu mà tôi thấy một người nào mà hơn tôi, giỏi hơn tôi sẵn sàng nghĩa là ủng hộ người đó. Tôi sẵn sàng yểm trợ người đó. Với Son Lê thí dụ đi, không phải tôi định gì hết, nhưng mà Son Lê làm cái chương trình này tôi thấy là rất là thành công. Thì tôi có cái bổn phận phải giúp em. Đấy là cái bổn phận. Chứ còn tôi không có cái bổn phận mà lôi xuống. Không có cái bổn phận mà bảo Son Lê này bắt đầu ngả nghiêng rồi đấy. Bắt đầu lại 2 chiều, 3 chiều rồi đấy. Bắt đầu lại theo phe này, phe nọ. No! Chúng ta không làm cái chuyện đó. Nếu mà chúng ta làm cái chuyện đó, chúng ta là con cua. Có đúng không? Nếu mà tôi thấy anh Hùng Cao, tôi thấy những vị dân cử Việt Nam mà làm việc tốt cho đất nước, tôi thấy khoa học gia Dương Nguyệt Ánh làm việc tốt, tôi có bổn phận tôn vinh họ, phục họ sát đất, chẳng có gì mắc cỡ hết. Nhưng mà rất tiếc là cái số phận con cua nó không thích như vậy. Đúng là một cái điều rất là nghiệt ngã cho người Việt của chúng ta, đúng không anh? Rất là cảm ơn anh đã có những cái lời khen ngợi. Son thì cũng rất là đồng ý với cái lời nhận xét của anh Tuấn.
Và đó cũng là một cái lý do mà Sean rất là ủng hộ những anh chị em mà dám bước ra ngoài dòng chính của Hoa Kỳ. Vì Sean cảm thấy là chúng ta cần phải có một cái tiếng nói đại diện cho cộng đồng của chúng ta trong Quốc hội của Hoa Kỳ. Sean rất là ủng hộ Đại tá Hùng Cao cũng như là tất cả những anh chị em khác mà dám đứng ra tranh cử trong cái mùa bầu cử này. Tại vì chúng ta đồng ý là chúng ta có rất là nhiều cái những cái sự khác biệt về quan điểm chính trị. Không ai giống ai cả. Và đôi khi nó cũng hơi chia rẽ một chút xíu, nhưng mà không sao. Tại vì đây là cái thể chế tự do dân chủ mà mỗi người chúng ta đều có cái quyền nói lên quan điểm của mình. Miễn sao là chúng ta hãy nhìn vào một cái mục đích chung và ủng hộ những người mà có lòng, có tâm cho cộng đồng, muốn đem lại cái lợi ích cho cộng đồng, thì đó là những người mà chúng ta nên ủng hộ. Vâng, khi mà nói đến cái vấn đề chia rẽ, thì phải đọc cái lời bình luận của một người tên là Lê Văn. Người Mỹ thế hệ 1 và Sean Lê là thế hệ 2, ngay tại đất Mỹ, là công dân Mỹ, các vị chẳng thể đoàn kết với nhau được, mà chỉ cắn xé nhau, chống phá nhau. Thằng nào cũng không chịu thằng nào, đứa nào cũng cho mình là số 1, thế mà cứ to mồm xuyên tạc chống phá nhà nước và nhân dân Việt Nam. Không ai chống phá nhân dân Việt Nam nha bạn. Bây giờ các vị là những người Mỹ, nếu sang Việt Nam làm ăn chân chính thì sẽ được ủng hộ. Nếu có hành vi phá hoại thì đó liệt vào hoạt động chống lại nhà nước Việt Nam độc lập, có chủ quyền, thì sẽ bị xử lý ngay. Anh nhận xét như thế nào về lời bình luận này? Chắc là anh Lê Văn này là một dư luận viên ăn lương chính phủ đàng hoàng tử tế đây. Thành ra làm việc rất là cật lực, làm việc rất là tốt. Nhưng mà rất tiếc rằng là anh chưa có được huấn luyện trong cái vấn đề để mà đối chất với lại những người khác biệt về tư tưởng của mình. Là vì này, anh không thể nào, thứ nhất là mình cho phép mình góp ý với anh nhé, góp ý để giúp anh mai mốt anh có thể làm dư luận viên tốt hơn. Còn chúng tôi tin hay không đó là chuyện của chúng tôi, không phải là việc của anh. Nhưng mà nếu mà anh làm việc cái kiểu như thế này thì chẳng ai tin anh hết. Tại sao? Thứ nhất là chúng ta không thể nào thuyết phục ai bằng cách là hạ nhục họ hết. Trong này anh hạ nhục, thằng nào cũng không chịu thằng nào, đứa nào cũng cho mình là số 1, thế mà cứ to mồm xuyên tạc chống phá nước, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Nếu mà anh gọi chúng tôi là thằng, gọi chúng tôi là đứa, làm sao mà anh có thể hy vọng là chúng tôi nghe theo anh được. Nội cái mà đến cái chỗ này thôi là đã không muốn nghe rồi. Thật ra trước mắt ra là tôi nói thẳng lại này, là anh là một dư luận viên rất là tồi. Nếu mà chính quyền Việt Nam, tôi rất là mong là chính phủ Việt Nam tiếp tục sử dụng những người như vậy, những người như anh. Bởi vì càng nhiều người như vậy đó thì chính nghĩa của chúng tôi nó càng sáng. Cảm ơn anh đã đánh bóng cái chính nghĩa của người Việt chúng tôi. Chúng tôi không có gọi các anh là thằng, chúng tôi không có gọi các anh là đứa, chúng tôi không có bảo các anh là chõ mõm hay là to mồm. Không. Khác biệt ý kiến là ưu điểm của dân chủ. Ưu điểm. Nhờ đó mà cái xã hội nó đẹp hơn. Nếu mà anh làm sai tôi lôi anh lại, anh làm đúng thì anh cứ đi. Thế còn bên Việt Nam, hệ thống của các anh là chỉ có một cái chế độ cộng sản thôi. Các anh chẳng có cái quyền gì để mà lôi nó xuống được hết. Và nó cứ thế nó làm, nó cứ thế nó nhồi nhét, nó cứ thế nó cho các anh ăn những món ăn độc hại. Ăn giết thì nó quen. Thật ra ngôn ngữ các anh dùng cũng là y hệt như vậy thôi. Giờ các em bảo là bây giờ nếu các vị làm ăn chân chính được ủng hộ thì phá hoại, thì đó liệt vào hoạt động chống lại. Thì tôi không biết là hành phê bình có được gọi là hành vi phá hoại không? No. Nếu mà anh không tin đó thì anh sẽ biết là bên này chúng tôi là phê bình ông Tổng thống suốt ngày. Suốt ngày. Phê bình ông Biden, phê bình ông Trump, phê bình hết.
có sao đâu. Cái đó là cái ưu điểm của cái chế độ dân chủ, nó là chỗ đó. Nó không cho, nó không bắt chúng ta làm công dân thực vật. Nó cho chúng ta là công dân thật sự có khối óc. Tôi là người công dân, tôi bầu cho anh. Mà nếu mà anh làm sai, đến nhiệm kỳ tới tôi sẽ đuổi anh ra, chấm dứt miễn bản. Đấy là ưu điểm chứ không phải là khuyết điểm. Thành ra rằng là bạn cố tình, bạn Lê Văn đó, bạn cứ cố tình là bạn lôi chúng tôi sang cái phía của bóng tối. Thì ngày hôm nay tôi xin phép, với sự tôn trọng, tôi xin mời bạn hãy nắm tay tôi bước qua ánh sáng đi. Nhìn qua ánh sáng để thấy được rằng là khác biệt ý kiến không có gì là sai hết. Bạn có quyền khác biệt chính kiến. Chứ còn nếu mà bạn sống trong một gia đình, bạn sống trong một đất nước mà bạn không được quyền nói, không được quyền gì hết thì sống làm cái gì? Có miệng mà không được nói. Sean rất có là mắt thích không anh. Được nhìn, có tai không được nghe. Thế thì Thượng Đế ban cho chúng ta mắt, mũi, tai để làm gì? Sean mang rất đi là thích công anh hiến dùng những cái cái sống. Sean rất là thích anh dùng cái cụm từ là công dân thực vật, quá chính xác. Tại vì cái bạn này là bạn không bao giờ hiểu được cái tự do dân chủ là như thế nào. Cứ nghĩ đó là cái chuyện đó là cấu xé lẫn nhau, phá hoại nhau, nói xấu chửi bới nhau. Không phải. Khi mà chúng ta tranh luận hoặc là chúng ta bàn luận với nhau, chúng ta vẫn có thể làm việc chung với nhau. Chứ chúng ta không có bắt bớ nhau vào tù. Chúng ta không có tù đầy nhau. Cho nên là cái tự do dân chủ các bạn không thể nào hiểu được là như vậy. Các bạn dư luận viên ở bên Việt Nam không thể nào hiểu được. Tại vì cái xã hội Việt Nam như anh nói đó là một cái xã hội dành cho công dân thực vật. Người dân không có quyền đánh giá chính phủ, không có quyền chỉ trích, lên án những cái xấu, những cái đồi bại của những nhà lãnh đạo. Mà họ chỉ biết cầu xin, van xin, cầm những cái băng rôn đó, đứng trước xe bus như là hồi nãy Sơn chiếu lên cho quý vị coi đó, van xin thôi. Chứ họ không dám kiện chính phủ. Họ không có cái quyền kiện lại chính phủ. Tại vì ông tòa nào sẽ xử cho họ đây? Luật sư nào xử cho họ đây? Họ chỉ có cái nước van xin, quỳ lại. Nhưng mà vậy cũng không có chạm được đến trái tim của những nhà lãnh đạo nữa. Họ mặc xác mà để cho xe bus xông qua như vậy, có thể cán chết người họ cũng không quan tâm. Trong khi ở đất nước Mỹ này, tổng thống cứ vài ngày là phải lên họp báo giải thích cho người dân nghe tại sao ông ấy có những cái chính sách như thế này để mà yên lòng dân. Đó là cái sự khác biệt. Và trong cái sự bất đồng quan điểm với nhau ở trong xã hội Mỹ, và nói cụ thể hơn là cộng đồng người Việt Nam, đó là cái hay chứ không phải là cái dở thưa quý vị. Chỉ có như vậy thì cái cỗ máy dân chủ, tự do, nó mới được vận hành một cách trôi chảy. Chứ mà bây giờ trong một cái xã hội mà ai cũng đồng ý với ai thì nó chán chết đi được. Chúng ta cứ cúi đầu, chúng ta làm như là một cái thực vật, một cái cây vậy đó. Không biết nói lại, chỉ biết dạ dạ, vân vân, đồng ý với cấp trên, với lãnh đạo. Thì một cái xã hội đó, nó chẳng khác gì là một cái xã hội cộng sản. Đúng không? Nó không có một cái sự tự do dân chủ nào hết. Cho nên là Sean rất là thích luôn. Hôm nay Sean học được cái từ mới từ anh là công dân thực vật. Cái này Sean phải ghi xuống. Xin phép Sean như thế này. Mình phải rất là thành thật nhé. Yeah. Cái chữ đó không phải là của mình. Cái chữ đó là một danh nhân người nước ngoài người ta viết. Mà mình thì hay sưu tầm những cái câu danh ngôn đó. Và mình thấy ông này ông viết quá hay đi. Khi mà gọi là công dân thực vật trước. Xin nói, mình không được nhận predict về cái chuyện đó. Nhưng mà cái gì của người ta hay thì mình học, phải không Sơn? Dạ, mình học rồi. Thôi, chứ không có cái gì hết. Đó. Dạ. Cái nhân tiện đây đó là chúng ta nói về những người đại biểu chính phủ, đại biểu quốc hội. Thế thì thôi, tôi không nói chuyện Việt Nam, không thôi rồi người ta lại bảo mình chõ mõm về bên đó. Thôi thì... Tội nghiệp. Cảm quá. Ơn Nguyên Trần rất là nhiều đã donate cho đài. Thế thì bây giờ nó là như thế này. Có người thì sẽ nói rằng là tại sao mà chúng ta lại ủng hộ
ứng cử viên người Việt, người Mỹ gốc Việt, chẳng hạn như là đại tá Hùng Cao hay là ai đó, quý vị có quyền chọn. Nhưng mà hiện giờ là vì tôi ở cái tiểu bang mà không có người Việt ứng cử, thành ra tôi chỉ biết tên ông này thôi. Đó. Và tôi rất là nể cái vấn đề mà có một sĩ quan quân lực Hoa Kỳ mà ra ứng cử. Và còn có nhiều nữa, có nhiều vị là sĩ quan quân đội đi ra ứng cử nữa, nhưng mà tôi không được biết, thành ra xin nói trước. Thế thì tại sao chúng ta phải ủng hộ đại tá Hồng Cao? Theo tôi nghĩ, một cái suy nghĩ rất là đơn giản, không có nghĩa là cao xa gì hết. Nếu mà chúng ta có một tiếng nói trong Quốc hội Hoa Kỳ, thì cái cộng đồng của chúng ta sẽ lớn mạnh ghê gớm lắm. Lớn mạnh. Hiện nay chúng ta chưa có tiếng nói đó. Các bạn có biết làm sao không? Các bạn có biết là tại sao mà ông Tổng thống Joe Biden mà ông lại quyết định là chọn cái bà thẩm phán mà mới được đề cử đó? Thứ nhất là phải là người da đen. Thứ hai phải là phái nữ. Bạn có biết tại sao không? Theo tôi được biết nó là như thế này. Có một ông dân biểu quốc hội người da đen, tôi không nhớ tên ông đó, nhưng mà ông này vai vế rất là lớn trong trong đảng Dân Chủ. Ông chỉ có sau bà Nancy Pelosi thôi, nhưng mà ông là người da đen. Thế thì ông đặt vấn đề với lại ông, cái này là có sách ghi đàng hoàng nha. Ông đặt vấn đề với lại ông Biden, cái người mà thẩm phán kế tiếp anh phải chọn người da đen. Mà nếu mà anh không chọn người da đen đó là anh, tôi sẽ rút sự ủng hộ của tôi với anh. Có thấy thôi, rất là đơn giản. Ông này rất là nổi tiếng, ông này lớn tuổi rồi, ở quốc hội cũng lâu rồi, mà tự nhiên tôi quên tên ông. Nếu một ngày nào đó mình có được một vị dân cử ở quốc hội Hoa Kỳ mà cất lên cái tiếng nói như vậy, tôi muốn cái chương trình này là phải thực thi, phải làm việc. Nếu không, Tổng thống sẽ không có cái sự ủng hộ của tôi. Thì tình hình đã khác rồi. Thật ra khi mà chúng ta có những cái ứng cử viên người Việt đó, chúng ta cố gắng giúp để mà nâng, để mà đưa những người đó vào. Và tôi tin rằng là tiếng nói của đại tá Hồng Cao đó rất là mạnh. Tôi tin là như vậy. Mà nếu mà anh Hồng Cao mà vào làm dân biểu quốc hội mà anh làm chúng tôi thất vọng đó, thì tôi sẽ trả giá bằng cái sự dại dột của mình. Nhưng mà tôi không nghĩ là đến tuổi này, 70 mấy tuổi rồi, tôi chưa đến nỗi dại dột như vậy đâu. Là vì một người chiến binh như anh, một người vào sinh ra tử như anh, chắc chắn rằng anh sẽ có đủ dũng khí để mà anh đứng lại đối đầu với lại những cái thế lực chính trị mờ ám. Và đất nước của chúng ta và người Việt tị nạn của chúng ta ở đây, những người Việt mà giờ này trở thành công dân Mỹ, cầm lá phiếu trong tay, chúng ta có bổn phận phải đóng góp để đưa anh Hồng Cao và những người khác, sau khi chúng ta tìm hiểu được đầy đủ, vào quốc hội. Chúng ta có tiếng nói quốc hội thế mới được. Còn bây giờ cứ ở ngoài, cứ ông này chửi ông kia chửi ông nọ, chẳng đi đến đâu hết. Bây giờ cho tôi phép tôi được góp ý nữa về vấn đề dân chủ. Tôi không dám dậy đâu. Tôi năn nỉ. Nếu bắt tôi quỳ xuống để lạy quý vị, tôi cũng sẵn sàng quỳ. Người Việt chúng ta bất đồng ý kiến, cứ việc bất đồng ý kiến. Tôi ủng hộ đảng này, anh ủng hộ đảng kia, tôi thích ứng cử viên này, anh thích ứng cử viên kia, không sao hết. Đó là vẻ đẹp của dân chủ. Nhưng mà tôi lạy quý vị, đừng có lên Internet, đừng có gửi email chửi bới nhau, bôi xấu nhau, gọi nhau là thằng văn tục, văn giác, đỗ mười. Tất cả những cái email đó tôi đều cho vào spam hết, tắt đi hết, phí thời gian. Thật ra nếu mà quý vị đã tấn công ai, xin thưa quý vị, tấn công vào vấn đề, đừng có tấn công cá nhân. Nếu mà tôi không đồng ý với anh Son Lê chuyện gì, anh làm cái gì mà tôi không đồng ý, tôi sẽ tấn công thẳng vào vấn đề. Nhưng mà tôi không bao giờ tìm đời tư của anh Son Lê để mà tấn công, hay là nói xấu anh ta, hay là bêu diếu anh ta. Cái chuyện đó là hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau.
Thành ra nếu như mà chúng ta đó cứ đầu tiên cứ áp dụng như vậy, bản thân tôi tránh né tất cả những cái chuyện mà phải phê bình ai bằng viết văn phê bình, tôi né lắm, tôi không muốn viết, là vì hãy cứ để cho họ viết, để cho họ nói và để cho cái cộng đồng đó đánh giá, để cho những người đọc họ đánh giá. Nếu mà người đọc người ta không thích thì người ta đưa vào spam thôi, không có gì hết. Nhưng mà chúng ta xin các anh các chị đừng bao giờ mà chửi bới nhau. Chúng ta làm như vậy đó là chúng ta đã tạo ra một cái vết thương rất là lớn trong cộng đồng. Chúng ta không nên. Tôi xin thôi, tôi không dám khuyên, tôi không dám gì hết. Tôi chỉ xin quý anh quý chị thương cho cái đất nước của chúng ta đau khổ bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ đừng có đau khổ thêm nữa. Vâng, cảm ơn anh. Một cái lời nhận xét rất là khách quan và hợp tình hợp lý. Tuy là chúng ta đang sống ở một cái chế độ tự do dân chủ, nhưng mà không có nghĩa là mọi thứ nó đều hoàn hảo, đúng không nào? Có nhiều thứ chúng ta cũng vẫn phải nên vươn tới. Vâng, nãy giờ nói những cái chuyện negative, những cái chuyện tiêu cực rất là nhiều rồi. Bây giờ hãy đọc những cái lời bình luận vui đi nào. Những cái lời bình luận khen ngợi. Thứ nhất là quý vị Hải Minh nói là người Việt Nam rất hiếu học, nhưng mỗi khi bạn bị gọi đi học tập cải tạo thì rất sợ. Tại sao vậy anh? Tại sao đi học tập cải tạo lại sợ? Trước tiên nên phải nói thẳng lại như thế này. Tôi rất là phục bạn Hải Minh. Bạn đã dùng cái trí thông minh của bạn để bạn biết khôi hài vấn đề. Và cái khôi hài đó, đó nó đi vào trong lòng người nhanh hơn bất cứ một lời phê bình nào mà nặng nề. Thế thì cái anh Son Lê anh hỏi là tại sao mà đi học tập thì rất sợ. Rất là đơn giản. Là vì ở Việt Nam thì dân Việt Nam, nhất là miền Nam Việt Nam, miền Bắc cũng biết chứ không phải là không. Họ biết nhiều hơn chúng ta. Khi mà nhà nước mà gọi là đi học tập đó là coi như là đi không có ngày về. Nhốt rồi xong rồi đảng bảo cứ học tốt thì học tốt đi. Mà học tốt thì thầy không có cho điểm, không biết bao giờ, không biết bao giờ hết. Tôi sợ cái đó lắm. Thành ra khi mà người Việt mà nghe nói chữ học tập đó là họ nghĩ ngay đến trại tù cộng sản. Mà báo Việt Nam đăng nhiều rồi, không phải là tôi nói. Có rất là nhiều người thanh niên đó, 17, 18, 20 vào tù công an, hôm trước hôm sau là đi ra nghĩa địa. Đánh cho bầm dập người lên hết. Thân nhân ở Việt Nam là biểu tình, là mang cái áo quan của người con nó đi trên đường. Đấy là chuyện có thật chứ không phải là chuyện mà các anh ở Việt Nam các anh biết. Thật ra cái từ mà học tập cải tạo đó với người Việt Nam sợ lắm. Rất là sợ. Nội nghe hai chữ học tập thông thôi là chết rét lên rồi. Đấy. Mà cái đó cũng là một cái thành công của cái chế độ đó. Nó gieo cái sự sợ hãi vào lòng người dân. Yeah. Nó rất là thành công. Anh lạng quan tôi cho anh đi học tập xong. Quá là. Nhưng mà họ càng thành công hơn nữa khi mà họ đã đào tạo ra một cái đội nhóm người là sẵn sàng hy sinh bỏ mạng vì chế độ. Lúc nào cũng đi ca ngợi chế độ. Cho nên đó là một cái điều rất là thành công. Có một bạn tên là Jim Đỗ có một cái comment như thế này: ở Việt Nam có thành phố heo chó mèo. Son lần đầu tiên nghe tới thành phố heo chó mèo. Từ trước giờ Son chỉ nghe là thành phố hồ chứa mưa thôi, chứ chưa nghe là họ heo chó mèo. Cũng rất là vui. Và một bạn nữa tên là tôi là dư luận viên 47 bò đỏ. Nói là anh Tuấn nói chuyện hay quá và uyên bác, rất kính nể. Rất là hay. Quý vị có đồng ý là anh Nguyễn Tường Tuấn, đại đội trưởng đội trinh sát, nói chuyện rất là hay không à? Rất là uyên bác không? Nếu mà quý vị đồng ý thì hãy bấm số 9 giùm Son nha, để Son làm một cái cuộc trưng cầu dân ý. Quý vị bấm số 9 nếu mà thấy anh Tuấn là một người nói chuyện rất là nhã nhặn, nhẹ nhàng và uyên bác thì hãy bấm giùm Son số 1 nha. Trong tương lai anh Son sẽ mời anh quay lại với chương trình điều đặn hơn. Mỗi tuần sẽ có một cái chủ đề để mà nói chuyện với quý vị khán thính giả và đặc biệt là trao đổi với các bạn trẻ trong nước. Thực ra mình không có biết tuổi tác của những người này là
như thế nào mình tạm gọi là bạn trẻ, tại vì những cái lời lẽ của họ thì có vẻ là chưa có đủ, chưa có được chín chắn cho lắm, thì cho nên là sẽ tạm dùng là các bạn trẻ. Wow, chúng ta thấy rất là nhiều số 9 nha. Wow, rất là nhiều số 9. Chứng tỏ là quý vị rất là yêu mến anh Tuấn rất là nhiều. Anh có lời nào? Dạ, anh có lời nào, một lời kết nào không ạ, trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay? Dạ vâng, thì cũng xin thưa trước tiên đó là cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã bỏ những cái thời giờ quý báu của quý vị để mà ngồi xem anh Son Lê, anh dẫn anh lính già này đi lang thang trên mạng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thứ hai đó là cũng xin thưa với quý vị là riêng cái bài đầu tiên mà anh Son Lê phỏng vấn Tuấn đó thì là đã nhận được đến cả hơn 800 lời phê bình, nhận xét, không phải là phê bình mà là nhận xét. Mà trong đó chỉ có tìm ra được độ khoảng hơn 20 bài lời mà gọi là phê bình thôi, còn lại tất cả là rất là tốt, quý hóa. Thì Tuấn xin trân trọng cảm ơn tất cả những bạn. Không phải là vì các bạn viết tốt mà Tuấn quên đâu. Cảm ơn rất là nhiều. Và những cái lời mà khen hay là những cái lời khuyến khích của các bạn đó sẽ giúp cho Tuấn là có thêm được một cái sức sống để mà có thể viết tiếp được và có thể lên nói chuyện với chương trình của Son Lê. Thật ra là cảm ơn tất cả. Còn với quý vị nào mà nghe bài ngày hôm nay mà vẫn không thích thì Tuấn cũng thành thật xin lỗi. Xin lỗi về cái sự mà khác ý của mình. Và cầu xin quý vị là có một ngày bình an. Cái chuyện cái thằng cha lính này nó có nói chuyện gì thì kệ nó, tắt máy đi xong rồi nhớ đừng có cãi nhau gì hết. Bình an trong gia đình. Chúc bình an, chúc sức khỏe trong lời cầu nguyện. Cảm ơn Son Lê, cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, anh rất là khiêm tốn. Cảm ơn Gwen Wilson rất là nhiều đã donate cho đài. Quý vị đừng quên, nếu mà thích những gì mà anh Tuấn chia sẻ, quý vị nghe lời nói của anh rất là nhẹ nhàng và uyên bác, nhưng mà bài viết của anh thì càng hay hơn nữa. Quý vị có thể vào trang web, Son chưa có đánh lên đây trước cho nên là không thể nào chiếu lên cho quý vị coi được, nhưng mà quý vị có thể vào Google và bấm viết cho tuổi 30 Nguyễn Tường Tuấn thì sẽ hiện lên những cái bài viết của anh, cái trang web của anh. Đó là cái blog, trang blog của anh hay chia sẻ những cái bài viết rất giá trị của mình. Xin quý vị hãy vào đó để mà đọc những bài viết của anh. Cảm ơn rất là nhiều. Thưa anh, thưa quý vị, hôm nay chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều cái vấn đề từ trên trời cho đến dưới biển. Chúng ta đã mổ xẻ rất là nhiều và trong tương lai chúng ta sẽ bàn tiếp về những cái vấn đề mà xảy ra ở trong xã hội nữa. Quý vị có những gì góp ý thì hãy để lại một lời bình luận cho Son và đừng quên bấm nút like để ủng hộ cho chương trình chúng ta vượt qua được cái sự kiểm duyệt của YouTube. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn anh rất là nhiều và cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn Son Lê, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Xin chúc bình an. Vâng, xin chúc bình an cho anh và xin chúc bình an cho tất cả quý khán thính giả. Tạm biệt.
Chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Đập vào gáy đi ông, đập đầu được làm gì? Đập vào đầu chết thế nào được? Đập vào gáy kia. Túm xích anh nghe, túm xích. Ông cổng qua chưa? Làm gì? Cái đầu đó ở đâu đây? Ê, ông đi vui đấy. Thật sống quá. Đập vào gáy đi ông, đập. Chứ đập vào đầu. Đập vào đầu chết. Số mày không chết nhưng mà mày chạy rồi đấy, nhát đòn chí mạng đấy, nhát nữa, ui trời đấy bác. Lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Buộc cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao. Chọc. Dao cụt thế. Cái cạnh đập vào cung họng này. Đấy được rồi. Rồi vào đi vào. Dao cụt thì sao? Nghiêng ra. Đấy. Bắt đầu chặt đi ông, chặt đi xong lấy nước chảy ra. Đấy này cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Kéo đánh cái cành rồi. Nằm nằm thôi. Hứng nữa vào, hứng ấy nó ra ngoài, có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra dốc. Đấy. Dốc về, nhiều chốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Duck, 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 duck